xong chiếc áo của cha con rồi, mẹ vô ngủ với con nha. Mẹ, mẹ ngủ con. À, mẹ vô liền đây con à. Nè ngoan, nhắm mắt lại ngủ đi. Ừ? Mẹ, mẹ, hai người con ngủ mẹ. Thôi được rồi, ngủ ngoan đi, rồi mẹ hát ru con ngủ nha. Trầm bóng dịu dàng, nắng nót du dương. Trời đất ơi, ta đây ta còn muốn ngủ mà huống hồ gì đứa nhỏ. À, dạ chào ông, ông mới đến. Dạ, dạ mời ông ngồi. Được rồi, để cho qua. Mai Hương, ta đến thăm em. Cảnh nhà thiếu một người đàn ông vất vả lắm phải không em? Dạ, dạ thưa dân, nhà cháu đi đánh giặc đã 5 năm rồi. Khổ, vất vả ai cũng khổ, nhưng khổ nhất là người đàn bà. Chính vì vậy mà hôm nay ta đến đây giúp đỡ mẹ con em không ít thì nhiều vậy mà. Thưa ông, tuy vất vả nhưng mà mẹ con cháu không dám làm phiền đến ông. Đừng có ngại, nghĩa sớm tình làng, ta sao nỡ để một người như em phải khổ. Nhà ta đâu có thiếu à. Dạ bẩm, cháu biết ông là người giàu có nhất vùng này. Vì vậy giúp đỡ em ít nhiều có đáng là bao. Thấy tình cảnh mẹ con em thui thủi, ta cầm lòng sao được. Em lại đây. Em nhận, em nhận cho ta vui. Dạ 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 xin cảm ơn ông, cháu không dám nhận đâu à. Kìa, kìa em. Ông làm gì kỳ vậy? Tại sao lại nắm tay tôi? Ông đi đi. Nhà chỉ có hai mẹ con cháu, nhà không có đàn ông. Ông đừng có ở đây lâu, không có tiện đâu. Nhưng ta lại muốn ở đây với em. Không được, ông đi đi. Hãy lại đây với ta. Lại đây. Bố ông làm gì vậy? Lại đây với ta. Ta muốn thay mặt cha của thằng bé đỡ đần em. Khi sớm hôm tối lửa tắt đèn, nè Mai Hương, ta thương em hai xương một nắng. Thằng gái một mình đêm đêm tôi thổi hai bữa cơm đèn. Còn gì đẹp xinh chờ đợi người xưa đi tích mù xa. Thương em cô độc hãy cùng ta làm bạn. Rồi chồng em về đây nè, ta sẽ trả lại cho em. Dù tuổi xuân mòn mỏi, dù nhan sắc phai tàn, dù mờ đôi mắt tuổi xuân tôi vẫn dành cho người năm xưa còn chinh chiến phương xa. Và thưa phú ông, dù tháng năm chờ đợi, dù hơi tàn sức kiệt, tôi vẫn giữ thủy chung với người tôi thương. Thủy chung thì cũng tốt thôi chứ có làm sao đâu. Nhưng chồng đi xa vắng, thủy chung làm gì, chờ làm chi, đợi làm gì. Hãy lại đây với ta, kẻo phi hoài nhan sắc. Mai Hương, hãy lại đây. Phú ông, ông đừng có làm ta gì. Ta thương em mà. Không, Mai đừng. Hương. Phú tư xa. Ghê quá, ghê quá, làng xóm ơi, ghê quá. Trời ơi, dám mò vào nhà phụ nữ vắng chồng đi dở cái trò trêu hoa ghẹo nguyệt. Tội này là tội gì ông biết không ông Hậu Phú?
Hả? Mai Hương em đừng có sợ, em sợ tiếng nít nhỏ khóc không sao đâu em sợ. Mai Hương anh thương em mà Mai Hương. Trời đất ơi, trời đất ơi, tôi đây mà nó tiếng nít trời. Ông đi đâu đây? Dạ thưa ông Ly. Cái gì? Thấy tình cảnh cô ấy, tôi muốn đến đây để đỡ đần vậy mà. À cha, đỡ đần, ông đỡ giỏi quá. Ông đỡ cái gì mà ôm xiết lấy người ta. Nè, tôi cho ông biết nghe, chồng người ta đi chiến trận là để dẹp yên giặc giả, giữ gìn xóm làng. Còn ông cứ dở cái trò ông bướm là không được đâu. Hơn nữa, ông là người lớn ở trong làng, ông làm vậy ông thấy ông coi được không? Thôi, bây giờ xin mời ông dời gót và nhớ đừng có bén mảng đến đây nha. Tôi nhân danh chức sắc ở trong làng, tôi sẽ gông cổ ông lại đó. Đi hay là muốn ngồi tù? Ông nên nhớ, đất đai Dương Trạch ở đây là dưới quyền cai quản của tôi. Cái gì tôi cũng cai quản hết, đàn bà con gái. Bởi vì kỷ cương phải giữ, ông nhớ chưa? Đi. Dạ đi. Dạ, cảm ơn ông Lý. Dạ, mời ông Lý ngồi. Cảm ơn thím để đó tôi. Tôi nói cho thím biết, trời ơi, cái tuổi này nè, tối ngày nó cứ nghiêu nghiêu à. Trời ơi, chỗ nào mà có đàn bà gó chồng, văn chồng cái là nó mò tới. Thím Lan, để tôi nói cho thím nghe, cái tánh của tôi ấy, nó cương trực lắm. Hãy thấy cái chuyện bất bình không phải, tôi luôn luôn thẳng thắn. Dạ. Bởi vậy tôi nói thật với thím nha, tôi ghét cái thứ mà ý có tiền có bạc rồi đến đây dụ dỗ đàn bà con gái. Mà tôi nghĩ là cái chuyện này cũng tại thím thôi. Dạ. Cũng có cái gì đây nè phải không? Dạ, cho nên tôi... nó mới lết tới phải không? Dạ không, tôi có làm gì đâu thưa ông Lý. Nhưng mà không sao thím Lan à, tôi dặn thím nha. Dạ. Nếu mà có cái loại đàn ông đó đến đây á, thì thím đóng cửa lại nó an toàn hơn. Dạ, nhưng mà tôi chỉ sợ. Thím sợ phải không? Đừng sợ, có Hoa, Hoa che chở cho em. Ông Lý ơi, từ nay Hoa sẽ năng tới đây để che chở cho em mới được. Ôi, thay tình cảnh của em mà Hoa thương quá. Hoa đứt từng đoạn ruột gì đó. Đúng là thân gái một mình, mưa gió sớm hôm, đèn một bóng, ai người nương tựa. Dạ thưa ông Lý, bao năm lòng đã hẹn lòng, thân này dù chết biết không đổi dời. Ấy, đừng nghĩ dại vậy em ơi, đời người ngắn ngủi mà, nhan sắc như hoa sớm nở tối tàn. Tuổi xuân đừng để bẻ bàng, tháng năm đừng để lỡ làng. Ông Lý, ông có sao không? Thần duyên. Mai Hương, dòng tay anh đang mở rộng đi đón em. Lại đi anh che chở cho em. Không, lại anh... không, ông Lý, ông đừng làm như vậy. Ông đi đi, tôi không cần ai che chở cả. Nhưng mà em thân gái một mình. Không phải ai một mình cũng cần người che chở hết đâu. Nhưng mà ta thương em. Ông Lý, tôi nể ông là người chức sắc trong làng. Mai Hương, nhưng ông đừng có sàm sỡ như vậy, không có được đâu, tôi la lên đó. Này, ta yêu đừng có hổn, đừng có thấy ta thương ta quý mà lờn. Mai Hương, lại đây với ta, lại đây. Ông Lý, xin ông hãy dành tình thương ấy cho bà Lý. Trời ơi trời, ta cấm nha, ta cấm không được nhắc tới con quỷ cái đâu nha. Trời đất ơi là trời, cả làng cả tổng là thấy vợ người ta chết thấy mà ham, còn có con quỷ cái nhà tôi sao mà nó sống dai nhắc như là đĩa đói vậy đó nè. Nhưng mà đừng có thấy nhà chức sắc sở tại thương mà lờn, ta đến đây là để muốn xả thân che chở cho em. Ông Lý, Mai Hương, hãy lại đây với ta. Không, lại đây với ta. Ông Mai đi Hương. Đi nếu Mai Hương, tôi la lên bây giờ. Ê, ông Lý, ông có sao không ông Lý hả? Đừng đỡ thím, cứ để cho nó chết luôn đi. Nè, ông đi đâu? Lôi! Mình đi đâu? Mình ơi. Không có mình đâu, tay chân gì hết á. Ông đi đâu? Nói liền. Lôi!
mình ơi, đau anh mà. Mình bình tĩnh mà nghe anh nói đi nè. Bình tĩnh cái gì? Đây nói. Nè, hôm nay có công vụ trên tổng xuống gấp quá à, nên anh đi không kịp bao cho mình ơi. Công vụ? Công vụ gì mà gấp? Công vụ gì? Hả? Công vụ gì? Chết hả? Nói. Không biết cái gì hết trơn, nghe anh nói đi nè. Nói. Anh nghe đồn ở đây á, có một vài người đàn bà hư hỏng nhiệm vụ của anh là chức sắc ở trong làng. Bởi vì anh có nhiệm vụ tới đây để kiểm soát. Sao? Ông nghe đồn ở đây có nhiều đàn bà hư hỏng. Ừ. Nặng ông đến đây để ông kiểm soát. Phải không? Coi 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 có ai hư hỏng đặng ông đến đây để ông hư hỏng với người ta lại. Ôi chết anh mình ơi, chết anh mình ơi. May quá, may mà ở đây không có ai hư hỏng. Hèn gì, hèn gì nó xô ông một cái, ông té chập mặt nó mày à. Dịch thôi bà Lý. Mình bớt nóng, bớt nóng. Không sao đâu. Cái thứ đàn ông như thằng cha này nè, chết càng sớm càng tốt, để nó sống nó lây lan qua người khác á, rồi làm khổ đàn bà con gái chứ có ích gì đâu. Ích gì? Nín rồi. Không có. Ra đây. Ra đây tụi nói ông nghe. Ra đây. Dây, đi dây. Bà không có bà bị gì hết. Nè, nếu có không thì ông hãy đi về. Có gì đâu mà bà lại la om sòm. Nói chót chét coi chừng tôi sẽ bét bét cái mồm ra bét bét. Mặt gì đâu thấy ghét. Mét chẳng tôi bảo ông có đi không, ông còn tràn ràng. Tôi đá một cái là ông bò cả. Mình ơi dừng tay, dừng chân, đừng thôi. Bố nói cái gì? Bà ơi bà ấy dừng tay mà nghe anh nói. Anh nói mình nghe, mình nghe anh nói. Anh nói mình nghe, hãy cho anh nói rõ đôi. Trời ơi, mình đi đâu nói gì hết trơn á. Không có nói gì hết trơn á. Trời ơi, mình đâu gì? Mình nghe anh nói đi nè. Nói. Bà để cho tôi nói với Thiếm Lan một đôi lời chứ. Không có nói cái gì hết. Đi về. Trời ơi, tôi nói cho mình nghe. Đi. Tôi là nhà chức sắc sở tại, tôi phải có trách nhiệm dạy dỗ dân cho mình. Cái gì? Ông có trách nhiệm dạy dỗ dân? Ờ. Còn tôi có bổn phận dạy dỗ ông. Đi về, đi về, đi về, về về. Trình Lan, nơi xa xôi chàng có hiểu cho nỗi khổ của em không? Trình Lan. Mẹ ơi. À, mẹ vô liền đó con. Mẹ con ngủ giỏng rồi mẹ ơi. Con không ngủ giỏng hả? Ờ à, vậy mẹ bồng con xuống giường ngủ nghe con. Ngủ đi con. Con ngủ đi để cho vui lòng mẹ. Trình Lan, em vẫn trong mong chàng, con vẫn trong tin chàng. Dù vỏ vàng xác thân, dù mỏi mòn dung nhan, bao đớn đau tôi nhục mình em mang giết chân người chàng. Trông thấy con đau lòng chàng.
chàng về đây hả cứu đoàn chiến. Trinh Lan. Mai Hương. Trinh Lan. Mai Hương. Trinh Lan, chàng đã về. Phải, anh về đây. Ôi em vui mừng quá, em vui mừng quá. Mai Hương, giặc đã tan rồi hả anh? Chưa. Anh đã mãn hạn rồi hả? Cũng chưa. Cũng chưa. À, con đâu rồi? À, con nó đang ngủ. Để em vô đánh thức con dậy cho nó mừng cha nha. Đừng. Mai Hương. Dạ. Cứ để cho con mình nó ngủ. Trinh Lan. Hả? Đó, anh xem cái miệng của nó. Hả? Lúc ngủ sao mà giống anh quá à. Miệng rộng mà. Mai Hương. Trinh Lan. 5 năm trời xa dân. Anh có biết là em nhớ anh nhiều lắm không? Mai Hương. Trinh Lan. Thôi anh mới về chắc là đói lắm. Để em chạy qua hàng xóm kiếm chút gì cho anh ăn nha. Không, Mai Hương, anh không đói đâu. Anh chỉ cần... Trinh Lan. Anh... anh cần gì? Mai Hương, em... Trinh Lan. Anh mới về, bụi đường xa còn bám trên vai. Thôi nè, hãy vào tắm rửa cho khỏe đi, rồi... ăn cơm nha. À Trinh Lan nè, thôi để em chạy qua hàng xóm em kiếm chút gì cho anh ăn. Ở nhà chờ em chút nha. Trinh Lan, chờ em chút xíu thôi nha. Chờ em nha, em về liền đó nha. Vợ của tôi vẫn đẹp, vẫn duyên dáng như thuở nào. Hạnh phúc của gia đình tôi vẫn còn nguyên vẹn, vẫn còn nguyên vẹn. Mẹ, mẹ. Mẹ ơi. Trịnh Động. Con. Lại đây với cha con. Không phải là cha của tôi. Ý. Cha là cha của con đấy mà. Đã nói cha tôi về, dẫn tôi rồi đi. Hả? Tối tối cha con về. Dạ. Giỡn với con. Dạ. Rồi đi. Dạ. Mẹ tôi đi đâu? Ba đi đó. Hả? Mẹ con đi đâu? Cha con theo đó hả? Dạ. Không, không phải đâu con. Người đó đâu phải là cha của con. Mà cha, cha chính là cha con đây. Trịnh Động, đến đây với cha con. Không phải là cha tôi, mẹ mẹ, ăn trộm, ăn trộm. Trịnh Động, Trịnh Động. Tối tối cha tôi về, giỡn với tôi rồi đi. Cha nào? Trời ơi, có lẽ nào Mai Hương trở thành là một người đàn bà phản bội sao? Năm năm trời xa dân, một người đàn bà bên cạnh đứa con thơ mà cũng có thể lắm. Ta phải hỏi con ta mới được. Mà không, cũng không nên cho trẻ con nó biết chuyện này. Mẹ tôi đi đâu, cha tôi theo đó. Trời ơi,
Thì ra là Mai Hương nó phản bội ta rồi. Mai Hương, Mai Hương, còn gì, còn gì nữa là hạnh phúc của gia đình tôi? Đổ vỡ hết rồi, tan nát cả rồi. Trình Lan ơi, Trình Lan, khuya quá rồi, em chỉ tìm được cho anh mấy quả trứng thôi, để em vô làm cho anh ăn nha. Anh ơi, mấy quả trứng này em luộc rồi dầm nước mắm cho anh ăn nha. Gần chín rồi đó, Trình Lan ơi. Trình Lan à, ủa, bộ đi đâu rồi hả? À, coi kìa, chàng ngồi đây vậy mà không trả lời, làm em hết hồn à. Nè, bộ anh bệnh hả? Trình Lan. Nín. Không có Trình Lan, Trình Đào gì cả. Ơ kìa, chàng sao vậy? Tại sao chàng lại... Dạ ra. Trình Lan. Ngồi yên đó. Ngồi yên. Nghe tôi hỏi, trả lời cho đàng hoàng. Đêm đêm thằng nào tới đây, thằng nào tới đây thay tôi làm cha của đứa trẻ? Thằng nào? Trời ơi, chàng nói gì lạ vậy? Đêm đêm có ai đến đây đâu, sao chàng lại nghi quan cho em như vậy? Trình Lan à, Quang à, Quang à, chàng nạt em. Ánh mắt này, đôi môi này, hình dáng đó, ngày xưa nó đã là của tôi mà, nhưng bây giờ nó trở thành là lưỡi dao bén nhọn thâm thủng vào trái tim tôi. Trình Lan, chàng nói gì mà em không hiểu? Không hiểu? Trình Lan à, không hiểu hay là cô cố tình không hiểu? À, không hiểu. À, Trình Lan, lần đầu tiên chàng đánh em nữa. Trình Lan, tại sao chàng lại đánh em? Nhưng mà ai, ai đã nói với anh như vậy chứ? Ai nói à? Chính con tôi, con tôi nó nói. Nó nói Trình Lan, đêm đêm cha nó về đùa giỡn với nó rồi đi, đúng không? Đúng không? À, thôi thôi, em hiểu rồi. Vậy mà Trình Lan, vậy mà chàng đánh em. Trình Lan nè, Trình Lan, đừng có giận nha. Buông ra, tôi không phải là con nít. Trình Lan nè, ngồi xuống đây đi, bình tĩnh đi chàng, rồi em nói cho chàng nghe. Chàng biết không, đêm đêm mỗi lần đốt đèn lên, bóng của em in trên vách. Con nó vì quá nhớ thương anh, nó hỏi mẹ ơi mẹ, cha của con đâu rồi? Rồi nó hỏi trên vách đó, ai đó mẹ? Khi em mới nghĩ ra, em gạt nó, em mới bảo cha con đó chứ ai. Và từ đó, chàng biết không, thấy thương con lắm. Nó cứ đùa giỡn bên cái bóng, và nó tưởng cái bóng của em là hình ảnh của chàng đó. Cái bóng của em là cha của nó hả? Đúng rồi. Dễ nghe quá hả? Trình Lan, chiếc bóng của người đàn bà và trở thành là cái bóng của người đàn ông được sao? Trình Lan, em... Thôi, cô hãy nín đi. Cô yêu tôi mà không chờ, không đợi, lại đành tâm phản bội, đem tình yêu mà san sẻ cho ai? Cho ai? Trình Lan, xin chàng hãy bình tĩnh mà nghe lời của em phân. Đợi đêm đêm khi chiếc bóng soi lên, lúc đó chàng hãy hỏi lại cô. Người ta không cần tìm hiểu những lời bịa đặt để chống chế sự ngây ngô. Những gì tôi nghi ngờ
Trời ơi, những gì tôi nghi ngờ bây giờ đã rõ trắng đen. Không phải vậy đâu Trinh Lan. Này, đôi môi này, hình bóng đó, ngày xưa nó là của tôi mà. Nhưng bây giờ nó không còn là của tôi nữa rồi. Đồ phản chồng, hãy cút đi ngay. Chàng đuổi em sao? Đi, đi ra khỏi nhà tôi, đi liền bây giờ. Đi. Trịnh Lan, chàng đuổi em thật à? Ủa, tôi biểu đi mà nói hoài vậy. Đi. Trịnh Lan, 5 năm trời em chờ, em đợi, rồi bây giờ chỉ vì một câu chuyện như vậy mà chàng đành lòng xua đuổi em sao? Tôi không thể nào một người vợ như thế này được. Đi đi, đi à. Được, em sẽ ra đi. Đi, được thì đi. Nhưng em chỉ sợ rằng. Sợ cái gì? Một ngày nào đó chàng hiểu ra sự thật thì em không còn nữa. Ngày nào tới đó sẽ tính. Còn bây giờ thì đi đi. Đi đi. Trình Lan. Đi đi, người đàn bà phản bội. Trời ơi, chàng nỡ đuổi xua và nặng lời thua mà chưa rằng em đây là kẻ lăng loạn trắc nết. Thôi thì em xin gửi lại chàng đứa con thơ dại, mong chàng nuôi nó lớn khôn để mai sau trở nên người hữu dụng cho đời. Con ơi, mẹ xa con mà gan ruột tươi bời, từ nay con không còn nghe lời ru của mẹ trong buổi trưa hè và trong những đêm đông. Con không còn nhìn bóng mẹ in trên vách kẻ gọi chớ. Thôi hết rồi còn đâu nữa đứa con yêu của mẹ. Sợ nghi ngờ cha con không cần lời bày tỏ, đã cắt lìa thân tình mẫu tử. Cô có nói gì nữa thì cũng vậy thôi à. Đi đi, đi ra khỏi nhà tôi à nghe. Tôi nói rồi. Đi đi. Thì là người em lại anh mà. Cuốn đồ đi đi. Đó, đồ của cô đó. Đi. Thì là người em lại chàng. Em lại chàng đừng đuổi em mà Trinh Lơ. Hỏi chú em vào nhìn mặt con lần sau cuối, và để chú em được tự ta chờ. Ủa sao chưa đi? Đứng đây làm gì nữa hả? Trinh Lan, em lại chàng. Chàng đừng bắt em phải xa con, xa chàng mà. Con của tôi không thể nào có một người mẹ như thế này được. Đi đi. Trinh Lan ơi, nhưng mà em biết phải đi đâu bây giờ. Muốn đi đâu thì đi. Đi đi. Quan cho em lắm. Bây giờ còn đứng đó phải không? Em lại anh mà. Làm sao em sống nổi hả Trịnh Lan ơi? Sống không nổi thì chết. Đi, đi ra khỏi nhà tôi. Đi, đi. Chết. Đi. 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 Trịnh Lan. Trịnh Lan ơi, đừng có đóng cửa lại. Mở cửa cho em vào đi Trịnh Lan ơi. Trịnh Lan ơi, chẳng có biết là quan cho em lắm không? Quan cho em lắm không? Trịnh Đồng ơi, Trịnh Đồng. Trời ơi, tôi biết đi về đâu với số kiếp phong trần.
kia là dòng sông như đang vẫy gọi, mặt nước trong xanh sẽ dài nghiệp quân khiên. Cuộc sống làm gì ở cõi thế gian trong sự nghi ngờ của người chồng yêu kinh. Em sẽ chết đi trong đớn đau câm lặng, mượn nước dòng sông rửa sạch bụi trần ai. Trịnh Đổng Quân, sau này Quân lớn khôn, Quân đừng trách mẹ. Tại sao mẹ không nuôi con cho đến ngày khôn lớn? Trịnh Đổng Quân, hãy hiểu cho mẹ nghe con. Trịnh Lâm, rồi đấy anh sẽ hiểu ra sự thật. Trịnh Đổng, Trịnh Lâm, xin dành biệt. Thế là hết. Một tình yêu đã chết, một niềm tin đã chết. Sự lọc lừa nó đã cướp hết đời ta. Ta còn lại gì? Ta còn lại gì? Nỗi hoài nghi như bóng ma, nó cướp của ta tiếng cười, nó cướp của ta những ngày vui hạnh phúc. Hỡi có người bội bạc, ta còn gì? Ta còn lại gì khi đã mất hết niềm tin? Thằng tình địch của ta, giờ này chắc cũng sắp đến giờ hẹn của tụi bay rồi. Không dễ đâu con ơi, không dễ đâu. Rồi đây mày sẽ biết tay tao. Tao nhất định rồi, tao sẽ không tha cho mày đâu. Vì mày đã quyến rũ vợ tao trở thành một người đàn bà phản bội. Tao thề con ngọn đèn này, tao sẽ bắn xác mày ra. Cầu trời cho mày đến đây đúng hẹn với nàng trong đêm nay. Rồi đây tao sẽ thẳng tay trừng trị mày. Cha về, cha về. Đâu? Cha mày đâu? Cha đó. Cha mày đâu? Cha đó. Hả? Cha mày là cái bóng này sao? Mẹ mẹ, ông này ông đâm chết ba rồi. Mẹ mẹ, hả? Trời ơi, như vậy là sự thật rồi. Tôi đã giết vợ tôi rồi. Mai Hương, Mai Hương, em đâu rồi? Những lời của em là sự thật. Anh sẽ đi tìm em dù có biết chân trời nào. Mai Hương, Mai Hương. Cô có thấy một người thiếu phụ vừa chạy ngang đây không cô? Chắc
không thấy hả cô? Trời ơi, em đi đâu rồi? My home. Chú ơi chú. Cái gì? Chú có thấy một người thiếu phụ vừa chạy ngang đây không chú? Thiếu phụ à? Dạ. Có. Tôi có thấy người thiếu phụ đó vừa đi vừa chạy ra cái hướng bờ sông này nè. Ra bờ sông? Trời ơi, trời giông bão thế này mà ra bờ sông làm cái gì? Mai Hương ơi, Mai Hương, Mai Hương. Dòng nước xuôi về đâu? Mưa bão phố đầy trời, gió rít lên từng cơn như sẽ đau lòng này. Trót đã sai lầm một lần, ân hận nghìn năm xót thương vô cùng, từ đây xa cách muôn trùng, nhìn theo con nước xuôi về đâu, lòng nghe thương nhớ bao ngày qua, người đi có lòng kẻ ăn năn muốn tìm người vợ trẻ để nói cùng em một vài lời ta lỗi, nhưng bão táp mưa giông đầy trời phủ lối đã vùi lấp đi người vợ thương yêu xuống tận đáy sông đầy. Lời nói em đem là trăm nhớ ngàn thương, dù cho đến cuối cuộc đời ta không bao giờ quên được. Trời ơi, chỉ vì một phút hờn ghen nông nổi mà tôi đã giết đi một người vợ ngoan hiền. Mai Hương, Mai Hương ơi, anh là một thằng đàn ông ích kỷ, một kẻ tàn tận lương tâm, một con người không xứng đáng sống ở cõi trần này. Chỉ có cái chết, chỉ có cái chết mới dời đi điểm tội lỗi. Không, anh không thể nào sống thiếu em đâu, Mai Hương. Chờ trông thêm xót xa lời ru, cầu mong nước non thanh bình chàng về đây hát câu Mai Hương. Mai Hương, Mai Hương ơi, đúng rồi, em nói đúng rồi, anh không chết đâu em ơi, anh phải sống chứ, sống để nuôi con mình cho nó đến tuổi trưởng thành,
Anh phải sống để nuôi con. Anh phải sống để nuôi con. Mai Hương. Trần Quỳnh ơi, Trần Quỳnh, đợi em đi theo dưới nè. Anh đang đuổi theo một con hổ dữ, nguy hiểm lắm, em đừng có đi theo. Đó, em hãy nhìn kìa, toàn quân chủ tướng Lê Trung từ phía đông ập tới, hoàn toàn quân quanh từ phía nam đuổi tới, dồn con hổ dữ đi giết nó, nguy hiểm lắm, em đừng có đi theo. Cho em theo với, em thích nhìn anh săn bắn mà. Anh nói là nguy hiểm lắm mà, em hãy ở lại đây đợi anh, rồi anh sẽ trở lại. Đó, em hãy nhìn kìa, ở đây có hoa và núi rất là thơ mộng. Hãy ở đây chờ anh nghe. Dạ, vậy anh đi mau mau, em ở đây em chờ anh nha. Ui, hoa đẹp quá, sắc đẹp của hoa rừng nào khác gì các loài hoa ngự quyển. Trời tự như đóa hoa, đàn chim bay thướt tha, lắc lư cánh ngà bóng chiều xây tàn, đồi núi mơ màng. Rừng xanh ngát xanh, đẹp như bức tranh, phất phơ lá cành, bướm vàng tung tăng khắp cả trời xanh. Tiếng suối reo trên ngàn sáu chiều nhạc khoan, ôi ta thấy lòng niềm vui. Đến lúc chia tay, lũ liên nhau rồi cũng đến giờ ly biệt. Chỉ có cách này mới giải oan cho con. Ta chúc con từ nãy chân cứng đá mềm, chúc ngày gặp lại, con đã giải được điều oan khúc. Đội ơn thầy đã cứu con thoát chết, lại giúp cho con rèn luyện võ công, giúp con hở dùng trên cõi hồng trần. Con sẽ thay chồng xả thân vì non nước. Ba lại này con xin tạ từ thầy trước giờ ly biệt. Thầy đã giúp con tìm ra lẽ sống để tự mình giải nỗi oan khiến. Dù có chết đi con vẫn cam chịu một mình, để lại chuyện buồn cho những đời sau, là tự hủy hoại cuộc đời chỉ vì sự ghen hờn của chồng con. Nhưng thầy chỉ mong con ra đi lần này sẽ tự mình lấy lại lòng tin, sống chết với dọn sông con phải biết giữ gìn, biết làm thế nào để có hạnh phúc riêng tư, muốn giữ trọn đạo vợ chồng. Phải vì đại cuộc mà hy sinh. Lời thầy dạy khuyên con ghi lòng tạc dạ, con sẽ bền tâm lo nghĩa vụ thay chồng, để mai sau nhắc lại câu chuyện này, người đời không
không còn than thở tiếc thương. Dạ, bây giờ con xin giả biệt thầy, ơn thầy từ nay con ghi lòng tạc dạ. Con à, con nên nhớ từ nay con không còn là con gái chân yếu tay mệt nhé. Dạ. Quyến luyến cho lắm rồi cũng đến lúc phải chia tay. Xa con bất giác ta nhớ lại ngày nào, ngày mà ta đang xuôi thuyền trên khúc giang xương, bỗng thấy có người sắp chết đuối trên dòng nước. Mà thôi, nhắc lại chuyện đó làm gì. Bây giờ con hãy lên đường cho kịp. Con nên nhớ, con phải tin ở chính mình, ở mọi người. Nếu con mất lòng tin với chính mình thì con sẽ trở thành cô độc bơ vơ. Nếu con mất lòng tin ở cuộc đời cũng có nghĩa là con mất đi niềm ước vọng. Con đi đi, thầy chúc con gặp nhiều may mắn. Dạ, con xin tạm biệt thầy. Nó bị trúng thương và đã chạy rồi. Cô nương ơi, tỉnh lại đi cô nương. Cô nương ơi, ai làm ơn cứu giùm tôi, làm ơn cứu giùm tôi. Con hổ đã chạy thoát rồi, cô nương đừng có sợ. Nó chạy rồi. Con hổ nó chạy mất rồi. Đúng rồi. Trời ơi, cái ông này sao ông lại ôm tôi? Người khác ôm cô thì cô sợ, chứ tôi ôm cô thì đâu có gì đâu. Cái ông này, ông nói lãng à. Ông nhìn đi, ông như vậy, tôi như vậy, ông ôm tôi, ông còn nói không có sao hả? À, tôi quên, tôi xin lỗi, tôi hồ đồ quá. Vậy mà tôi cứ tưởng tôi là đàn à. Cái gì đàn, cái gì? Thì đàn ông á, cho nên tôi mới lỡ ôm cô. Chứ nếu tôi nhớ tôi là đàn ông thì tôi đâu có dám bao giờ ôm cô như vậy. Dạ thưa cô, kể từ nay tôi không bao giờ dám ôm ẩu như vậy nữa. Dạ xin cô tha thứ cho. Dạ tha thứ cho. Dạ tha thứ. Dạ tôi đi nha. Dạ khoan. Dạ. Dạ thưa cô nương. Dạ. Dạ còn gì không ạ? Tráng sĩ, tráng sĩ đi đâu vậy? Dạ tôi đâu có biết. Dạ. Dạ tôi chỉ đi lòng vòng trong khu rừng này thôi. Vì tôi là thợ săn mà. Tráng sĩ là thợ săn à? Dạ vâng, tôi là thợ săn. À thôi, cô nương ở đây ngắm qua rừng, còn tôi có chuyện phải đi ngay. Khoan, tráng sĩ, người đã cứu em thoát chết bởi con mãnh hổ, xin người hãy che chở cho cuộc đời em. Che chở cuộc đời cô? Dạ. Cô nương ơi, cái thân của tôi còn che hỏng xong thì làm sao mà tôi dám chở cho cô chứ. Tráng sĩ, xin chàng đừng cho em là một cô gái sổ sàng. Dạ không, cô nương à, tôi nào dám thế. Tráng sĩ, tráng sĩ ơi, em là một đứa trẻ mồ côi, theo anh trai suốt quãng đời chinh chiến. Lần đầu tiên gặp chàng, em đã nghe tim mình sao xuyến bâng khuâng, mãi mãi ghi sâu hình bóng của chàng giữa núi rừng quang du. Chàng bóng hiện lên dưới em, cô nương nói làm chi ở còn sống trên đời, nhờ ơn thầy cứu giữa dòng sông. Làm người trên cõi nhân gian, cứ giúp nhau là chuyện thường tình. Người bạn ơn không nghĩ đến mình, nhưng người chịu ơn phải khắc cốt ghi tâm.
đời em quá cô đơn, bên người anh trai nghiêm khắc lạnh lùng, bỗng nhiên gặp được chàng như có phương trời mở ra, một phương trời đầy hoa làn bướm bay chập chờn như giấc mộng đêm về, làm đẹp tâm hồn đơn lẻ. Xin nàng đừng nói thế mà tội nghiệp cho tôi như vậy sao dám yêu người xinh đẹp như cô nương. Ông nói vậy bộ tôi xấu lắm phải không? Dạ không cô nương à, cô vừa đẹp lại có duyên và rất là dễ thương nữa. Dễ thương hả? Dạ. Khen thiệt không đó? Dạ tôi khen thiệt mà cô nương. Vậy mà hồi nãy giờ người ta nói hết lời mà vẫn từ chối. Rồi bây giờ thắng sĩ còn nói người ta dễ thương nữa. Dạ chào cô nương dễ thương, tôi đi nha. Thắng sĩ đi, ông đi, để tôi ở lại đây cho con hổ dữ nó trở lại đây nè, nó xé xác tôi cho rồi. Ôi da, cô nương, trời đau quá à. Cô nương có sao không vậy? Đau quá à, tráng sĩ ơi. Trời, tôi phải biết làm sao đây. Mà cô nương, cô đau ở đâu vậy? Đây nè, cái chỗ này nè, đau muốn vậy chết hả? Luôn nè. Vậy hả, để tôi xoa cho cô nương nha. Ôi da, quê. Không hiểu cái nào đã xa tiến vào con hổ trước ta. Như vậy là mưu ta bất thành, thật là uổng công ta tổ chức cuộc đi săn này. À kia, hồng quá, tại sao em cãi lời ta? Ta bảo em đứng đợi ta quay về. Dạ, con hổ dữ nó vô em suýt chết, nhờ tráng sĩ này đã cứu mạng em. Rồi con hổ nó đã chạy mất từ lâu. Cầm hồng mày lại đi, làm sao tao có thể tin một chàng trai như thế này mà đuổi lui được con hổ kia à? Chắc cả hai người có mờ ám gì đây. Dạ thưa ông, tôi... Tên kia, tại sao nhà ngươi dám ôm em gái của ta? Dạ tại vì cô nương cổ... Thằng khốn nạn! Bình sanh ta không muốn hiếu sát. Hơn nữa, trên đường tầm sư học đạo, ta không muốn gây điều phiền phức. Tạm biệt. Khoan đã. Nhìn những đường quyền này, ta đã biết tài nghệ của tráng sĩ như thế nào rồi. Tráng sĩ, võ công của tráng sĩ rất cao cường. Xin tráng sĩ hãy cho tôi được biết quý danh. Tôi tên là Trịnh Lan. Trịnh Lan à, cái tên nghe rất lạ. Lạ như con người của tráng sĩ đây, nét mặt yêu kiều như là một người con gái, vậy mà võ công sao lại quá cao cường. Phó tướng Trần Mỹ lừng lẫy chốn ba quân, vậy mà tráng sĩ tay không đánh thắng dễ dàng. Còn như ta từng xông pha nơi trận mạc, cũng chưa thấy ai tung những đường quyền bí ẩn sâu xa thâm hậu khôn lường, mà vẫn giữ được lòng nhân đức bên trong. Tôi là kẻ quê mùa có gì mà khen tặng, chỉ mong đem sức trai đóng góp cho sơn hà, nhưng chưa biết đầu quân ở nơi nào. Vậy thì hay lắm, tráng sĩ hãy về với ta nha. Hay quá. Dạ tạ ơn chủ tướng. Nè, như vậy là mình có dịp gần nhau rồi đó nghe. Ông này là chủ tướng? Phải, chủ tướng của anh tôi đó. Có phải ông là chủ tướng Lê Trung không? Đúng rồi. Một người mà tôi đã từng nghe danh biết tiếng. Thưa chủ tướng, chàng trai này xa lạ, có những hành tung khó hiểu, chủ tướng nên cẩn trọng đấy nha. Cẩn trọng là rất tốt, nhưng lòng tin bao giờ cũng tốt hơn. Phó tướng, tráng sĩ đây đã có công rất lớn đối với núi rừng này, lại còn cứu sống được tiểu thơ Hồng Hoa, đáng để cho chúng ta tin cậy đó. Phó tướng, hãy nghe lệnh của ta, ngưng săn bắn, chuẩn bị trở về. Tuân lệnh.
Hồng Hoa, về. Dạ. Nè, về doanh trại đi, tôi kể cho Tráng Sĩ nghe nhiều chuyện vui lắm đi. Nhiều chuyện quá. Vừa thôi, đi về. Đi. Con gái gì đâu mà gặp con trai đàn ông tôm tướp à. Dạ, cảm ơn chủ tướng đã có lời khen tặng. Giờ đây Trịnh Lan tôi xin phép. Khoan đã, Tráng Sĩ. Gì vậy? Dạ có gì đâu, tại vì cái tay chân tôi nó vậy đó, nó hay thích múa mái. Vậy à? Dạ. Con người có võ vậy đó mà ha. Dạ. Ta biết tài nghệ của Tráng Sĩ rất hợp với ý của ta. Ta có việc này muốn nói cùng với Tráng Sĩ. Dạ, có việc gì xin chủ tướng cứ dạy. Tráng Sĩ nè, ta muốn kết nghĩa đệ huynh cùng với Trịnh Lan Tráng Sĩ có được không? Hả? Kết nghĩa đệ huynh với tôi? Được không vậy? Dạ đâu có được, vì ông là đàn ông, còn tôi là đàn... Đàn gì? Trai. Đàn trai? Dặn trai. Dạ. Đàn trai. Hay cũng ngộ. Bên đây trai, bên kia đàn trai. Tráng Sĩ nè, Tráng Sĩ vui tính quá à. Dạ vui lắm. Tôi thích mấy người vui tính vậy đó. Dạ dạ. Nhưng mà Tráng Sĩ đừng có ngại. Thú thật với Tráng Sĩ, từ lâu rồi ta thiếu một người bạn tri âm tri kỷ. Bạn tri âm tri kỷ à? Phải, để cùng nhau bàn chuyện nước non. Đó là điều mà tôi mơ ước từ lâu. Còn đến nghiên cứu côn quyền. Ý tôi cũng như vậy đó. Ngủ chung chăn. Hả? Đọc sách chung đèn. Trời đất ơi. Nằm gối tay nhau mà luận bàn thế sự. Hay à. Chưa có chung chăn chung chiếu mà còn bị đuổi đi như vậy nè. Bây giờ ổng kêu mình nằm chung chăn chung chiếu với ổng. Cái kiểu này ổng định báo tôi đi mà. Tráng Sĩ nói. Thầy gì ơi, báo á? Báo gì vậy? Dạ dạ đâu có gì. Dạ tôi nói rằng đi mà quên báo với thầy, lần này về sợ thầy phạt chứ đâu có nói gì đâu. Vậy à? Dạ dạ thưa chủ tướng. Thế nào? Chủ tướng thương tình mà muốn kết bạn. Chứ tôi đây là kẻ cơ hàn, đâu có dám trèo cao. Kìa Tráng Sĩ, có gì đâu mà cao với thấp. Ta chỉ muốn kết tình với Trịnh Lan mà thôi. Ta Lê Trung xin thề của đất trời chứng minh, nguyện kết nghĩa đồng sanh đồng tử cùng với Trịnh Lan Tráng Sĩ. Còn tôi Trịnh Lan xin thề một lòng một dạ với chủ tướng Lê Trung. Hay lắm. Hiền đệ. Dạ. Vậy kể từ nay anh em ta không rời xa nhau nửa bước. Vâng. Trời ơi, đệ sao còn đứng đó? Quỳ. Ủa có quỳ nữa hả? Từ hôm nay kết nghĩa đệ huynh, cùng nhau ta sanh bước tùng trình. Khắc ghi lời ước giao ban đầu, hai đứa mình cùng vui bên nhau. Rồi mai đây chinh chiến đường xa, đệ cùng ta sanh bước tùng trình. Sánh vai mình điểm tô sơn hà, nguyện suốt đời vì quê hương ta. Hiền đệ. Dạ. Trời trời. Hiền đệ giỡn kỳ quá. Kết nghĩa đệ huynh, không rời xa nửa bước. Nhưng rồi đây chúng bay sẽ rời xa mãi mãi. Trần Quỳnh ơi, Trần Quỳnh à kìa, Trần Quỳnh ơi, mình về luôn hả anh? Ủa, chủ tướng và Trịnh Lan đâu rồi anh? Nó đi đâu mặc nó, hồng quá. Dạ. Em còn nhớ phận sự của anh em mình không? Phận sự à? Không, anh đừng nhắc đến phận sự. Tại sao vậy? Đất nước này còn những người nhân nghĩa, biết hy sinh cho dân tộc trường tồn. Phận sự gì mà dài xéo quê hương, rước giặc gì chà đạp trên quê cha đất tổ. Cầm miệng mày lại đi. Mày nên nhớ, đối với đất nước này, từ đây ta sẽ là vua. Còn đối với mày, tao là quyền huynh thế phụ. Mày nghe rõ chưa? Tao sẽ là vua,
tao sẽ là vua. Trần Quân. Mày nghe rõ chưa? Hôm nay tao không giết thằng Lý Trung bằng gươm giáo, thì ngày mai tao sẽ giết nó bằng độc dược. Và thằng Trịnh Lan nó sẽ chết theo cùng. Trần Quân. Trần Quân ơi. Đây, đây là gói độc dược Lê Trung và Trịnh Lan nó phải uống, mà người thi hành phận sự chính là em. Không, 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 Trần Quân ơi. Cầm, cầm lấy. Tao bảo mày cầm. Trần Quân ơi, lòng em vừa nhóm lên ngọn lửa tình yêu với Trịnh Lan sau lần chàng cứu tử. Nếu anh buộc em phải làm tròn nhiệm vụ thì chính nói em đã nghiền nát trái tim mình. Trần Quân ơi, nhiệm vụ buộc em mình tự giết đời mình. Anh đã dưỡng nuôi em lớn khôn tay cha mẹ bằng tất cả tình thương và trách nhiệm một người anh, thì bây giờ em cùng giáng sinh anh, hãy để cho em sống trọn nhân bàn tay em không thể nào rót rượu để giết người ân đã cứu mạng cho mình. Không quá, tại sao mày hèn yếu quá vậy? Nếu tao không giết được Trịnh Lan và Lê Trung thì làm sao tao nắm được quyền chủ tướng? Mà nếu không nắm được quyền chủ tướng thì giết ngai vàng sẽ mãi mãi giục khổ tay tao. Mày nghe rõ chưa? Còn nếu như mày vì tình riêng thì mày cứ đi đi, đi theo nó đi. Còn tao, tao sẽ chết, tao sẽ chết cho mày vừa ra. Trần Quân, Trần Quân ơi, chẳng lẽ đứa em gái này lại tạo cho anh cái chết? Trời ơi, ai bài chi nghịch cảnh phũ phàng. Một bên là anh, còn một bên lại chính là vàng. Cả hai người đều dùng câu nhân nghĩa, em biết thế nào cho trọn vẹn cả hai? Không có hai ba gì cả. Ai nuôi mày khôn lớn để rồi bây giờ mày, mày chọn lựa hả? Trần Quân, nghe Trần Quân thì em lỗi điều nhân nghĩa. Nếu em giết chàng là em tự giết chết đời em. Hôm qua mày nghe cho rõ, nếu mày muốn sang thì phải chịu hèn, phải biết hèn mới được sang. Cầm lấy. Trần Quân. Cầm. Trần Quân. Không, không, Trần Quân. Giờ ta ngồi một mình bên ánh đèn khuya âm thầm, thương như con thơ, con ơi, con đau trong tay của người mẹ hiền. Lê Huynh, Lê Huynh mới về đó hả? Hiền đệ, ta mới vừa đi tuần tra các trạm gác trở về. Ủa, sao đêm đã khuya rồi mà sao không vào trong ăn nghỉ vậy? Lê Huynh à, sao đêm nay tự nhiên đệ khó ngủ quá?
khó ngủ hả? Dạ. Rồi ta biết rồi, như vậy là để có tâm sự phải không? Ta cũng có tâm sự nè. Vậy thì ta với Hiền Đệ vào trong hai anh em mình tâm sự nha. Đi, đi với ta. Ê, đâu có được. Sao vậy? Không có được. Ngủ chung không có được mà vào, vào đây cái gì? Hiền Đệ à, anh đã nói với em rồi, đã là anh em kết nghĩa đệ huynh với nhau á thì đừng nên khách sáo làm cho mất sự thâm tình nha. À mà Hiền Đệ à, anh... Dạ, chuyện gì đó huynh? Đợi anh chút xíu nha, để anh đi tắm rửa cho sạch sẽ rồi anh em mình đi ngủ chung nha. Để nói rồi, ngủ chung đâu có được à. Sao vậy? Làm gì à? Tính của đệ xấu lắm, ngủ hay gác còn hay ôm nữa. Thì gác thì ôm có sao đâu. Nhưng mà để nói không có được mà. Cái gì mà không được? Để quên rằng trước khi làm chủ tướng, xưa kia ta cũng là lính mà. Mà đời lính chiến hả? Ôm ngủ với nhau đó là chuyện thường tình, có gì đâu mà để ngại không biết nữa. Để mới vào quân ngũ để đâu có biết. Đời người lính chiến có nhiều khi giữa chốn xa trường nha, đói bụng gần chết vậy đó, vậy mà đầu gối bên đầu thưởng thức trăng rằm mới đã chứ. Phải không? Được. Đây, để sẽ vào Nguyễn Duy Quỳnh. Vậy hả? Vậy đi đi. Nhưng mà Lê Quỳnh, trước khi ngủ chung với một người, để hỏi Quỳnh này nha. Chuyện gì vậy? Quỳnh ngủ chung với một người mà người ta mớ á, Lê Quỳnh có ngủ được không? Mớ hả? Dạ. Nhưng mà mớ nhiều không vậy? Không có nhiều đâu, vô mùng nằm xuống một chút xíu là ngái liền, ngái xong cái mơ tới sáng luôn vậy hả? Đâu có nhiều. Thôi, mơ vậy chắc không được rồi. Chưa đâu, đó mới là một tật thôi. Còn tật thứ hai của đệ nữa là... Tật thứ hai là sao? Dù cho trời nóng cách mấy đi nữa, một mình đệ cũng phải đắp một cái mền. Trời đất! Lê Quỳnh biết không, ai mà ngủ chung với đệ đó hả, để gác nè ha, để siết chặt lại, khi đổ mồ hôi ngủ nó mới ngon đó Quỳnh ơi. Đã ghê ha. Dạ. Nếu mà Quỳnh mà ngủ chung với đệ hả, ngủ tới sáng chắc Quỳnh chảy mỡ quá. Nè Quỳnh ơi, chưa, còn nữa mà. Còn gì nữa? Quỳnh biết không, mỗi ngày mà tập võ đó ha, tối thế nào ngủ á, đệ cũng nằm mơ. Cái này mơ của bộ không ổn à. Sao nói huynh nghe coi. Ha, ba ngày tập võ đấm đá, tối để ngủ đệ cũng đấm đá luôn. Hả? Nhưng mà ba ngày đá khác, tối để đá khác mới đọc chứ. Ba ngày đá làm sao mà tối đá làm sao? Ba ngày á đá làm sao không biết, chứ tối ngủ mớ ha, để lựa ba sườn để đá không hả? Trời đất ơi, thôi không được rồi. Sao không được? Rủi rồi, Hiền Đệ đá trúng chỗ nghiệt của huynh rồi huynh chết sao? Thôi không được đâu. Trời ơi, có gì đâu không có được. Không có chết đâu mà Quynh đừng có sợ. Cứ kể như là để đấm lưng cho Quynh vậy mà. Không dám đấm lưng đâu. Thôi mà Quynh à, để khoái ngủ chung vậy lắm. Thôi, cho thôi, để thôi, ngủ thôi, chung thôi, đi. Thôi không được đâu. Để Quynh đi ngủ một mình được rồi. Thôi đi ngủ à. Lý Quynh, bây giờ không cho đệ ngủ chung phải không? Thôi, chỗ ai nấy ngủ. Tiếc quá, không cho ngủ chung thiệt là quá tiếc. Thôi, không dám tiếc đâu. Trời ơi, tôi không ngờ sao hôm nay mà tôi khôn quá vậy. Sớm chút xíu nữa là kẹt rồi. Bây giờ khỏe, mình ngủ một mình, tha hồ mà lăn mà mớ. Trịnh Lan đôi chân. Đôi chân sao Lê Quỳnh? Hình dáng này. Hình dáng này sao? Anh trông em giống hệt như là một người con gái vậy đó. Hả? Con gái? Lê Quỳnh lại mơ mộng quá rồi. Để biết rồi, hồi nãy Quỳnh nói có tâm sự, thì ra là Quỳnh đang mộng mơ. Lê Quỳnh nè, Lê Quỳnh nhớ không, đệ đó ngày ngày sống cạnh bên Quỳnh, nói năng thì cọc lóc hả, ăn thì ăn bằng tô, uống bằng chén. Quỳnh nghĩ lại coi, con gái hả thì người ta ăn uống phải từ từ, lời nói dễ thương. Còn đệ Quỳnh nhìn kỹ coi, như thế này mà là con gái. Con gái sao? Con gái sao? Ôi dạ, trời ơi, sao Hiền Đệ đánh anh đau quá vậy? Tại vì đệ Quỳnh thử
coi coi huynh có đau không mà nói đệ là con gái. Đau 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 thiệt. Mà thôi, đệ đệ không có giận huynh đâu. Có lẽ trong lúc huynh đi xem xét quân tình, gặp cô gái nào đẹp ý rồi bây giờ nhìn gà quá phượng phải không? Đâu có à. Thôi, tôi hiểu chủ tướng của tôi rồi, chủ tướng ơi. Đừng có mơ mộng nữa, hãy sống với thực tế là hơn đi. Hiền đệ, hiền đệ đã hiểu lầm ta rồi. Sao? Đệ lầm à? Phải. Ta có mơ mộng ai đâu. Chẳng qua là ta đang buồn vì ta đang thiếu. Lê huynh thiếu? Phải, ta đang thiếu cái mà ở trên đời này không sao bù đắp được. Lê huynh, đời ta như một kiếp chim phiêu bồng, đau thương tháng ngày qua âm thầm vẫn dương ưu buồn. Lòng ta giờ đây muốn lối nói cùng với ai, thương nhớ mẹ quê sớm hôm đang chờ con, nhớ thương mẹ hiền trong con, ngày đêm mỏi mắt bước chân muôn về. Nhưng ta biết tìm về đâu. Lê huynh, sao tự nhiên hôm nay Lê huynh nói toàn là những lời lẽ nghe buồn quá hả? Hiền đệ ơi, cũng may là trời đã thương ta nên đã ban cho ta một người chiến hữu. Nhưng sao trời không thương cho tròn, để cho ta có được một người yêu. Chinh chiến đi qua đã cướp mất của ta bao kỷ niệm ở xóm nghèo. Ta mang tình mẹ lên đường mà giá từ thời thơ ấu. Lê huynh đừng có buồn nữa. Trong những ngày qua sống cạnh Lê huynh, để biết để càng quý, càng kính trọng Lê huynh hơn nữa. Nhưng Lê huynh ơi, tình riêng hai vai nặng nề tan bóng tình xa. Đời chiến sĩ lầm gian lao, đêm nằm thức trăng với bao tấm mê hò. Tình hiền đệ ơi, sao đệ không là con gái để chúng ta thụ hưởng duyên tình. Mơ ước tầm thường mà không bao giờ với được một mái ấm gia đình và một đứa con thơ. Chinh chiến đã đi qua hạnh phúc giờ tan, nó cướp mất của ta những ngày thơ dài. Vậy mà trong đời ta chỉ gặp điều khổ, ai mơ để mà mơ chứ chưa nhận được điều gì.
ru cho con ngủ. Em ôm giấc mơ đầu đời chưa trọn tuổi ngây thơ, nhưng khi tỉnh giấc nhìn lại vòng tay thì ra em đang một thanh gươm lành. Bước mong manh trên đường chân chiến, chỉ mình em hiểu chuyện riêng mình. Hiền đệ, em mong sao non nước thanh bình tất cả được trở về quê để cho anh đi cưới vợ. Còn em sẽ đi kiếm chồng của em nữa anh ơi. Gì à, ông quên đi cưới vợ, chừng đó hai đứa mình có hai người vợ thân yêu. Hiền đệ. Dạ. Hồi nãy anh nghe Hiền đệ nói cái gì mà đi kiếm chồng á anh... Cái gì kiếm chồng? Nói bậy hoài hả? Em nói là người yêu của em ở nhà, đợi tan giặt em về, em cưới người yêu của em để em làm chồng của người yêu em. Đó là như vậy đó, chứ cái gì mà cưới chồng. Cái gì dữ vậy, lanh quá à. Vậy mà anh cứ tưởng đâu Hiền đệ là Quynh tưởng đây là cái gì chứ là... hả? Ồ, đúng là tri âm tri kỷ. Chào chủ tướng, chào Trịnh Lan. Dạ, chào phó tướng. Người ta thường nói con người có linh tính nha. Đêm nay tự nhiên tôi ngủ không được. Tôi cứ ngỡ rằng chủ tướng và Trịnh Lan thức trắng cũng như tôi. Phó tướng nói rất đúng. Nhưng mà bạn Hiền thiếu rượu đâu vui, dài chúng ta uống cho dơi cơn sầu. Chuyện chinh tóc bạc mây đầu, nhờ chúng rượu lạc nói cầu cảm thông. Hay, hay. Ta không ngờ phó tướng của ta hôm nay làm thơ hay thật. Hồng quá. À, có tiểu thơ Hồng Hoa đến nữa à. Mời, mời vào đây. Phó tướng à, đêm nay ba anh em mình sẽ uống rượu suốt đêm phải không? Chứ sao. À, vậy phó tướng còn kêu tiểu thơ Hồng Hoa làm chi? Cho cô ấy về nghỉ đi, đừng có đày đọa người ta, thân gái tội nghiệp mà. Nè, nè, ta chưa bắt tội Trịnh đệ làm ai đấy nghe. Ha, bắt tội đệ? Để tội gì chứ? Chuyện gì đó phó tướng. Dạ thưa chủ tướng, không biết Trịnh đệ có cái tài gì mà làm em gái ta đêm nhớ ngày thương, giàu ngỡ ra ngẩn à. Tôi ta cũng vậy đó nè. Ta mà thiếu Trịnh đệ hả, cũng nhớ cũng thương ngày đi đêm ngủ. Ha, chủ tướng, người lại chọc Hiền đệ nữa rồi. Hồng quá. Dạ. Chút rượu đi em. Phó tướng, Hiền đệ, ngồi đi em. Dạ. Rượu xin dâng lên chủ tướng. Cảm ơn tiểu thơ Hồng Hoa. Còn đây chung rượu thứ hai, xin mời tráng sĩ Trịnh Lan. Cảm ơn tiểu thơ. Xin chúc cho tình tri kỷ bền vững theo tháng năm, uống chung rượu mà không quên người dân. Ồ, phải rồi, làm sao mà quên được. Tráng sĩ ơi, rồi đây đường chinh chiến có rẽ chia mỗi người mỗi lối, thì câu chuyện đêm nay sẽ nhớ mãi trong tâm hồn. Bên ngọn đèn khuya, tâm tình gửi vào chung rượu quý, vui đêm nay rồi mai này biết có còn bên nhau à. Kìa tiểu thơ Hồng Hoa, có chuyện gì đâu mà tiểu thơ lại buồn như vậy. Đời ta chinh chiến đã từng đi qua, sao còn vẫn mình chia xa. Đón đêm nay ta nâng ly uống uống cho say rượu tình rượu quý.
tiểu thơ hãy hiểu dần, cho nghịch cảnh của riêng tôi. Nào, mời tất cả hãy nâng ly. Nào, hãy nâng ly. Nâng nào, ly. Mời. Giờ hai ta phải đi tuần kiểm quân canh. Thật là tiếc quá. Tiệc vui chưa tàn đã đến giờ đi rồi. Phó tướng, phó tướng và tiểu thư Hồng Hoa ở đây chờ ta trong giây lát. Ta và Trịnh Lang sẽ trở về ngay nha. Vâng. Đừng buồn ta nha. Dạ thưa chủ tướng, cứ đi. Tiểu thư Hồng Hoa, cô cứ tự nhiên nha. Ở đây đợi một chút xíu thôi, anh em tôi sẽ trở lại ngay. Đừng buồn nha. Đi hiền đệ. Dạ, xin phép phó tướng. Hồng Hoa, Hồng Hoa ơi, anh cảm ơn em. Anh cảm ơn em nhiều lắm, Hồng Hoa ơi. Sao lạ vậy ta? Chúng nó đã uống hết mấy chung rượu độc. Sao nó vẫn thản nhiên trèo lên lưng ngựa? Gió ngựa bụi mờ. Hồng Hoa, Hồng Hoa. Dạ, dạ. Như vậy nghĩa là sao? Mày đã phản bội lại tao. Không, Trần Quân. Mày phản bội lại tao không. Phải không? Vậy thì mày phải chết. Trần Quân, xin anh hãy tự tha. Trọng hơn bản thân em. Thôi, mày đừng nói nữa. Mày hại tao mà. Trần Quân. Trời ơi. Phản bội cùng anh à, nhưng còn lương tâm. Hãy giết em đi à, em chết cũng cam lòng. Hồng Hoa, đúng ra tao sẽ giết mày như giết một kẻ đã làm tao vỡ tan bao ý nguyện. Những hình ảnh mẹ cha đang chập chờn trước mắt và những lời trắng trôi bên tai nghe văng vẳng, vì tình nghĩa đệ huynh tao không nỡ giết em mình. Mộng chiếm ngôi vua như nước chảy ngược dòng, vì em gái tôi nó đành lòng bé gái. Nó xem kẻ lạ bên ngoài còn hơn ruột thịt tình thâm. Chẳng nghĩ suy gì không dạy dỗ dưỡng nuôi, xem lời lẽ của người anh như gió thoảng. Nó không biết tương lai của những ngày đi tới, mà chỉ biết tình yêu và tội hướng riêng mình. Hồng Hoa ơi, mộng chiếm ngôi cao đâu phải một mình anh tội hướng, mà anh muốn cho em gái của mình trở thành một quân chúa cao sang. Anh không muốn kéo lê những ngày dài gian khổ. Anh đã sợ rồi cảnh đói lạnh dưới trời đông. Trần Quân. Hồng Hoa, anh biết, anh biết em là người nhân đức. Em không thể nào làm được những ý định gớm ghê tội ác này. Gói thuốc độc của anh đâu? Đưa đây cho anh. Trần Quân. Anh không cần ai cả. Anh không cần ai cả. Đưa đây. Đưa đây. Trần Quân, em. Đưa đây. Trần Quân. Quân. Hồng Hoa, em gái của ta, hôm nay trong người không được khỏe. Hãy đưa em ta về tư phòng an nghỉ. Đi đi. Anh em, nhớ canh chừng cẩn mật. Hồng Hoa trốn thoát là kẻ bay đầu trước nhất là ngươi. Rồi đây, hai con nhạn, hai con nhạn phải có một con là đà chứ.
Nhanh lên đi hiền đệ. Họ tướng ơi, tiểu thư. Ủa, đi đâu vắng cả rồi? Tiểu thư hôm qua ơi. Ủa, sao đi hết rồi cả? Thôi anh hiểu rồi, anh em phó tướng vì chờ đợi ta lâu quá cho nên về hết rồi. Vì trời quá khuya, phó tướng và tiểu thư đã mòn mỏi nên không chờ đợi mình được. À, Lê Huynh nè. Chuyện gì đó hiền đệ? À, đệ thấm mệt rồi và buồn ngủ quá đó. Thôi mình đi ngủ nha Lê Huynh. À, Huynh cũng vậy. Thôi vào ngủ đi em. À, gì vậy? Cặp cổ để hoài ha. Nè, chỗ ai nấy ngủ nha. Đến giờ này rồi mà chỗ ai nấy ngủ. Thôi Huynh vào ngủ. À, nói ngủ sao không đi ngủ mà còn đứng đó hoài vậy hả Lê Huynh? Hiền đệ ơi. Sao? Sao tự nhiên Huynh muốn thức suốt đêm nay à? Huynh đừng có nói chơi nha. Thức suốt đêm mất sức rồi, ngày mai làm sao mà luyện tập được. Anh nói đùa với hiền đệ cho vui vậy chứ. Thôi hiền đệ vào ngủ trước đi, anh về liệu anh ngủ. À, ừ, để đi ngủ trước. À, à, mà nè, nhớ đừng có thức sáng đêm nha cha nội. Biết rồi, đi đi. Lạ thật, Trịnh Lan là một võ tướng đã từng xông pha nơi trận mạc, mà tại sao tướng mạo lại mảnh mai như là một nữ nhi? Lạ thật. Trịnh Lan, Trịnh Lan ơi, nếu hiền đệ là một người con gái thì cuộc đời của Lê Trung này như lạc bước bồng lai. Trịnh Lan hiền đệ yêu quý của ta ơi. Hiền đệ ơi, hiền đệ à, hiền đệ. Trời đất ơi, mới đây ngủ rồi à? Thằng ngủ gái dễ sợ tơi, nằm kế bên ông nội tôi ngủ cũng không được nữa. Giờ thì chỉ còn có một mình ta. Đêm nay trời hơi lạnh, sao bỗng nhiên ta lại nhớ về quê cũ, nhớ từng chiếc cầu tre, từng bãi mía vườn cao, nhớ mẹ già với đôi mắt đã quằn sâu, dần trang nhắn nheo vì thời gian không dừng lại. Trên trời cao mênh mông, bao áng mây vui đùa theo gió lại, mừng vui đón xuân thanh bình, thương núi rừng muôn màu hoa lá, lòng dân dương ơi buồn bao giờ nguôi. Rượu đây, rượu ơi, ngươi hãy cùng ta tâm sự, từ đêm nay và mãi mãi về sau. À, ngon, ngon thật. À, rượu ngon.
vọng tưởng về quê nhớ mẹ hiền. Con mãi đi theo đường chính chiến, mong ngày non nước được bình yên. Ôi hương vị thơm tho của một thứ men nồng, người đã giúp cho ta đỡ phần cô quanh. Đời chiều nhiều phong sương, xa cách quê hương, luôn tương đến mẹ hiền, bao giờ gặp nhau. Trời ơi, ta sao như thế này? Mặt đất, hàng cây, liều trại, rượu. Hiền đệ! Ở kìa! Lê Quynh! Lê Quynh ơi! Tại sao thế này? Hiền đệ! Lê Quynh! Rượu! Lê Quynh! Lê Quynh ơi! Lê Quynh! Phụ tướng ơi! Phụ tướng ơi! Chuyện gì? Chuyện gì? Có chuyện gì đó? Phụ tướng ơi! Lê Quynh đó! Hả? Trời ơi! Tại sao như thế này? Dạn ra! Chủ tướng! Chủ tướng ơi! Ai? Ai đã giết chủ tướng Lê Trung? Ai? Phụ tướng! Lê Quynh đã uống nhầm rượu độc! Chủ tướng! Chủ tướng ơi! Mới ngày nào chủ tướng đã giúp cho Trần Mỹ này tạo nên sự nghiệp, ẩn chưa đền thì chủ tướng đã ra đi vĩnh viễn không bao giờ trở lại. Chủ tướng ơi, là chủ tướng ơi. Phụ tướng, bây giờ mình phải làm cách nào để tìm ra thủ phạm? Cầm miệng nhà ngươi lại đi. Ta không ngờ nhà ngươi mặt ngươi lòng thú, lén lỏi vào đây để giết chủ tướng của ta. Phụ tướng, ông có điên không? Ta mà giết chủ tướng của ta, bằng chứng đã đành rành, nhà ngươi còn chối cãi được sao? Ông quân, dạ, giữ bình rượu này làm tàn vật, bắt lấy nó. Không. Đứng im! Các người nghe ta nói, ta không có giết người, ta vô tội. Các người nghe rõ chưa? Ta vô tội. Vô tội à? Tàn chứng đành rành, nhà ngươi còn chối cãi được cả. Trịnh Lang, nghe đây, các người canh giữ dinh trung chủ tướng, các người có thấy Trịnh Lang bỏ thuốc độc để hại chủ tướng hay không? Có hay không? Dạ đúng, chính mắt tôi thấy. Ngươi nghe chưa? Nghe rõ chưa? Rõ ràng rồi đừng chối cãi. Trước khi lên ngựa về bẩm báo với triều đình, ta Trần Mỹ kể từ giây phút này hai quyền chủ tướng Lê Trung. À, ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Nên thì ra chính ngươi. Cầm lại, các người hãy nghe lệnh ta truyền. Canh phòng cận mật tư dinh, nội bất xuất, ngoại bất nhập, và nơi đây cũng là cấm ngục để dành riêng cho tên tử tội này. Trần Mỹ, ý lên.
Trương Mi. Quân. Yeah. Sau khi nghe lệnh của ta truyền thì tức khắc chặt đầu tên tử tội nghe chưa? Trịnh Lang mà chết đi rồi, cây gai nhọn sẽ không còn trước mắt ta. Tại sao lại có chuyện lạ lùng như thế này? Chết, chết, chết tới nơi rồi. Hãy chuẩn bị tiếp nghinh thánh thượng. Thánh quang vạn vạn tuế. Chậm miễn lễ, bình thân, trần mỹ, cho dời tên tội phạm. Chuyên đem tên tội phạm đến pháp trường. Tên tội phạm lại là một tráng sĩ khôi ngô như thế này sao? Dạ muôn tâu bệ hạ, thần cũng không ngờ bên ngoài nó khôi ngô như ấy, nhưng bên trong nó lại thâm độc vô cùng. Tên tội phạm kia có đúng như vậy không? Muôn tâu chúa thượng, kẻ hạ thần không có giết người, mà kẻ sát nhân mới chính thật là Trần Mỹ. Đến. Sắp đến giờ hành quyết, nhà ngươi đã quá điên rồi. Có phải gì không? Ta mà lại giết chủ tướng của ta à? Thật là vô lý. Tội nghiệp cho hương hồn của chủ tướng Lê Trung, vì quá tin người, một kẻ mới quen mà lại kết bạn đồng sanh đồng tử. Để rồi bây giờ... Cấm miệng lại đi, một kẻ tiểu nhân, đừng giả vờ đạo nghĩa. Thôi thôi, tất cả im ngay. Mất Lê Trung lòng ta đang tức giận, một tướng tài mà từ lâu ta hết lòng yêu thương. Bọn giặc xâm lăng nghe tên Lê Trung luôn luôn khiếp sợ, nay đã chết rồi còn ai trông đỡ biên cương. Đến chính ta ban lệnh truyền cho đạo phủ xã thầy, kẻ âm mưu đầu độc giết chết Lê Trung. Dạ muôn tâu, cái chết của chủ tướng Lê Trung hạ thần cũng phải có phần trách nhiệm, xin tha tội cho thần. Trần Mỹ, ngươi hãy đứng lên. Tên kia, ngươi hận thù gì mà ngươi nỡ giết Lê Trung? Tôi giết chủ tướng của tôi à? Không, tôi không phải là một kẻ điên. Nực cười thay, chúa thượng ngồi trên ngôi cao mà cũng biết phân xử mọi điều. Người bị hàm quan mà trở thành tên tử tội. Im! Đạo phủ quân, hãy nghe ta truyền lệnh. Cứ giết đi, vua bất minh ta còn sống nữa mà làm chi. Quân, hội chiến vĩnh quyết bắt đầu. Đạo phủ quân thi hành án lệnh. Bệ hạ. Kìa, sư phụ. Lão thầy tu, nhà ngươi đến đây để làm gì? Bệ hạ ơi, xin cho bần tăng có đôi lời trình tấu tráng sĩ này đang bị hàm quan mà người chưa hiểu thấu. Nếu ra lệnh khai đao là bệ hạ lầm mưu của kẻ gian thần. Thiện tâm thiền sư,
từ miền xa xôi Bần Tăng chỉ mong đến kịp nơi này. Tráng sĩ đây là đồ đệ mà Bần Tăng yêu dấu, đưa ra giúp nước nhà chống giặc xâm lăng. Bần Tăng hiểu tâm tình người đồ đệ đen men, nếu bị kết án tử hình là giết người lương thiện. Mong bệ hạ ban lệnh truyền đình án, để Bần Tăng mọi chuyện sẽ tâu trình. Cầm miệng ngươi lại đi. Nhà ngươi nên nhớ, trên bệ hạ dưới là ta, ở đây ta có quyền sanh sát trong tay đấy nha. Trần Mỹ, không được vô lễ với thiền sư. Đây là người từng giúp phụ hoàng ta trong giặc xâm lăng giữ gìn nghiệp đế. Trần Mỹ, kẻ bị tử hình không phải là ta, cũng không phải là đồ đệ ta, mà chính ngươi khởi tên Trần Mỹ. Phải. Ngươi đã bình tâm phản nghi bội lại giống mơ nòi. Bịa đặt, bằng cỡ đâu. Hãy im đi và nghe ta nói. Ta đã cầm chắc trong tay bằng cơ rõ ràng. Chính ngươi đã ra tay giết chủ tướng bằng rượu độc, tâu chúa thượng, đấy là bằng cớ. Hẹn ngày Lê Trung chết sẽ xu quân xâm chiếm, Trần Mỹ sẽ thay thế ngôi vua. Hả? Kẻ thông đồng với giặc lại là Trần Mỹ này sao? Trần Mỹ, ngươi hãy đọc đi những lời tạo phản. Rồi pháp trường kia là nơi ngươi chịu tội gia hình. Lão, dạ muôn tâu bệ hạ. Lão thầy tu này là một kẻ sọ ngôn, một tên ngụy tạo. Thiền sư, dạ, do đâu người lại có mật thư này? Muôn tâu bệ hạ, xin bệ hạ hãy hỏi tên Trần Mỹ. Hiện giờ em gái hắn ở đâu? Em gái của ta à? Hiện giờ nó ở tư phòng chờ đâu? Thiền sư, người chưa trả lời câu hỏi của ta. Muôn tâu bệ hạ, sau khi tên Trần Mỹ giết chết chủ tướng Lê Trung thì lập tức hắn biên bức mật thư này đưa cho em gái là Hồng Hoa cùng một đoàn tùy tùng vượt qua biên ải để rước giặc về tàn sát quê hương. Sao không? Sao không? Bằng chứng đâu? Bằng chứng đâu? Được, mời tiểu thơ. Hồng Hoa, tao cấm mày nói thêm một lời nào nữa cả, nếu không tao sẽ giết mày. Hồng Hoa. Trần Quỳnh ơi, thà em chịu chết dưới lưỡi gươm của anh chứ em không thể nào phản bội nước non nhà. Nghe theo lời anh là gây cảnh đầu rơi mau đồ, phản lại quê hương luồn vui ngoài bang xâm lược. Cha mẹ qua đời em nhờ anh nuôi dưỡng cứu mang. Trần Quân, anh hãy giết em, thà em chết mà bày tỏ tâm trung gian. Người hãy đứng lên, chỉ có lửa đỏ mới rõ được tuổi vàng hao, và cũng rõ được đâu là lòng giả của kẻ tìm cơ hội giả tâm. Trần Mỹ, tội trạng ngươi đã quá rõ. Quân, dạ, truyền bãi chức thống lĩnh ba quân. Muốn tâu bệ hạ, thu hồi giám trụ. Trời, giám vào ngục thất chờ triều đình xét xử. Bệ hạ. Tráng sĩ Trịnh Lan, ta có lời tạ lỗi cùng tráng sĩ. Người nói đúng, ta ngồi trên ngôi cao mà không suy xét. Xích nữa, ta giết quan một trang hiền sĩ, còn kẻ giả tâm như Trần Mỹ ta lại tin dùng. Quân, dạ,
chuyên bãi bỏ pháp trường. Đa tạ thiền sư, xin dời thiền sư về an nghỉ. Bái hạ. Muôn tâu bệ hạ, hạ thần từ biên ải trở về có lệnh cấp báo, quân giặc đang động binh, sắp tràn qua biên giới. Quân giặc đang động binh, sắp tràn qua biên giới. Lê Trung chết rồi, còn ai ngăn trong giặc? Tất cả mọi người nói đúng, chính tên Trần Mỹ Chữ Bu sát hại Lê Trung. Và một mặt hẹn hò với lũ giặc xâm lăng, hẹn gài Lê Trung chết đã có tôi làm nội ứng. Phản quốc, phản quốc Trần Mỹ. Dạ, muốn tâu bệ hạ, nếu bệ hạ không chê, kẻ hạ thần tài hèn sức mọn, thì xin cho thần được ra xa trường trừ ăn giặc dữ. Trịnh Lan tráng sĩ, sao tráng sĩ muốn đem tài trai ra chống giặc à? Tội dân tráng sĩ, tráng sĩ hãy ngồi xuống đây, ngồi xuống đây cho ta có vài lời ta nói. Và xin tráng sĩ hãy vì gian sáng mà đem tài trai ra chống giặc xâm loạn. Ôi ta làm vua mà đã mắc phải sai lầm, mắt ta vẫn nhìn, miệng ta vẫn nói, vậy mà ta cũng bằng cô gái hồng qua. Cho hay làm vua có biết bao nhiêu, tạo lập công bằng muôn dân yêu mến. Đã tạ hiền sư đã đến nơi này soi sáng cho những nhà vua nhìn rõ lại mình. Thân sẵn sàng điều khiển quân binh, thề quyết trận đầu phá tan quân giặc. Trăm mong chờ tin vui chiến thắng, và gả cho người quân chúa Huỳnh Loan. Dạ, muôn tâu bệ hạ, nhưng mà thần không thể. Đó là hảo ý của ta, Khanh không nên từ chối. Gả đứa em gái cho Khanh là ta muốn chuộc lại sai lầm. Muôn tâu bệ hạ, nhưng mà thần thì... Trịnh Lan con. Dạ. Nước non là hệ trọng. Dạ con, con xin vâng lời thầy dạy. Vậy thì kể từ nay, tráng sĩ Trịnh Lan sẽ thay Lê Trung làm chủ tướng. Dạ, đội ơn bệ hạ. Tướng sĩ ba quân. Dạ. Khâm mệnh thánh hoàng, ta truyền lệnh khai thành phát pháo, truyền tiếng quân. Trịnh Động ơi, con à, ráng ngồi dậy uống chén thuốc nè con. Trịnh Động, nó vẫn im lặng. Trịnh Động con, suốt 10 năm nay cha kéo lê kiếp sống thừa này chỉ vì con, vì con thôi. Nếu con có mệnh hệ nào thì làm sao cho sống được con ơi. Mẹ ơi mẹ, cha con về
này chứ mẹ. Trịnh Động, Trịnh Động, con. Tội nghiệp cho con của tôi. Trong cơn mê, nó vẫn không quên bóng hình mẹ của nó. Mai Hương, nếu em còn sống ở trần gian thì em đâu có hiểu thấu nỗi khổ tâm của một kẻ biết tội lỗi sai lầm chỉ vì một phút thở. Phải đeo mang suốt 10 năm gian khổ, chẳng dám thở than mà chỉ khóc riêng mình, sống âm thầm bên đứa con thơ. Chỉ mong sao gặp lại vợ hiền nên lời sám hối ăn năn. Thuốc mũi hết rồi. Trịnh Đổng à, thôi con nằm nghỉ đi nha, để cha qua ông Tư mượn chút đỉnh gạo rồi về nấu cháo cho con ăn nha con. Mẹ ru con ngủ nha con. Trịnh Động. Cha. Con. Nín đi con. Con đừng khóc nữa. Con nín đi. Con ơi, con ơi, nghe lời con, trẻ như ai sẽ trong lòng ôi số kiếp đoạn. Trường con đã khổ vì cha trong ngày tháng cô đơn. Con đã hiểu lời cha, cha con ta hãy ráng đi tìm, dù nhọc nhằn vẫn có niềm tin mẹ con còn sống ở trần gian.
Nghe đây, nghe đây, dân chúng hãy nghe đây. Nhờ có những tráng sĩ tài ba tháo lược đuổi giặc ra khỏi biên thùy, lệnh đức vua truyền phải treo cờ kết hoa ăn mừng chiến thắng. Nghe đây, nghe đây. Cha, cha ơi, cha có nghe thấy gì không cha? Chiến thắng rồi, chiến thắng rồi cha à. Giặc tan rồi, cha có nghe thấy không cha? Cha nghe rồi con. Cha nghe rồi, sao cha buồn quá vậy? Đâu có con, cha đâu có buồn gì đâu con. Cha ơi, để con vào, con sửa soạn nghe cha. Trịnh Đổng à, Trịnh Đổng. Cha, mình đi đi cha. Đi đâu bây giờ con? Cha con ta đi tìm mẹ mà. Biết mẹ con ở đâu mà tìm nữa. Nhưng cha đã hứa với con yên giật rồi, cha dắt con đi tìm mẹ mà. À, cha có hứa với con, khi yên giật cha sẽ dẫn con đi tìm mẹ của con. Nhưng mà 10 năm, đã 10 năm rồi, cha sợ ngày ấy vì quá ức lòng mà mẹ của con đã quyên sinh rồi con ơi. Cha, cha nói thật cho con biết đi, ngày ấy vì sao mà mẹ con bỏ đi vậy cha? Cha nói đi cha, cha nói cho con nghe đi. À, để cha nói cho con nghe. Tất cả là tại cha, tại cha hết. Chỉ vì một phút hờn ghen nóng nổi mà cha đã xua đuổi mẹ con, để cho con trở thành là một đứa con thiếu mẹ. 10 năm, phải, cách đây 10 năm, cha và mẹ của con đang sống trong một mái gia đình ấm êm hạnh phúc, thì giông bão từ đâu ạt ào thổi tới để cuốn trôi đi. Một mái ấm gia đình làm cho đứa con thơ sống cuộc đời bơ vơ bên cạnh một người cha. Chỉ vì một phút hờn ghen mà cha giết đi một người vợ ngoan. Tưởng chừng như giấc mộng, nỗi khổ đau cứ dằn dần bóp nát con tim và dò xé tâm hồn. Một chiếc bóng, ôi một chiếc bóng quang. Một tiếng nhân từ. Mẹ, con ghét cha quá à. Ai biểu cho đánh đập mẹ con làm chi? Để mẹ bỏ đi rồi thấy không? Bây giờ con không biết đâu. Cha hứa, yên giật rồi cha phải dắt con đi tìm mẹ, thì bây giờ cha phải dẫn đi à. Mình đi đi cha. À, thì cha có hứa là đi tìm mẹ con đó, nhưng mà cha tìm suốt 10 năm nay rồi con, tìm hoài
biết mẹ con ở đâu hết thì làm sao mà tìm nữa con. Đi tìm chừng nào có mẹ thôi à. Con à, con nghe cha nói nè, 10 năm rồi, nếu như mà thật sự mẹ con còn sống, được ai cứu là trời Phật gì mà cho mẹ mày chết đi sống lại đó. Nhưng mà đã 10 năm rồi con, chắc mẹ mày có chồng khác quá. Ủa, sao cha biết vậy cha? Biết gì? Tại cái tật tao hay nghi vậy chứ biết gì. À, thôi được rồi, à, cha sẽ dẫn con đi tìm mẹ con. Nhưng mà nếu gặp được mẹ mày, đứng trước mẹ của mày mà mẹ mày có nói gì về cha đó ha, con đứng ra con xin lỗi giùm cha nghe con. Cha khôn quá à. Hả? Cha đánh mẹ con rồi bây giờ cha bắt con xin lỗi, con có chịu đâu. À, thấy không, thấy không, thấy không, chưa gì nó muốn kể công rồi, thấy không? Nó nuôi mày 10 năm nay rồi giờ muốn kể công, thấy không? Nè, cha nói con nghe nè. Cha chỉ sợ rằng đứng trước mặt mẹ của con đó, cha không biết nói gì hết. Tại vì con không biết chứ, hồi đó cha bậy bạ lắm, thấy không? Thành thử ra rồi, thôi bây giờ tao hỏi thiệt mày nè, đứng trước mặt mẹ của mày, thấy không? Mẹ mày mà có nói gì về cha đó, con đứng ra xin lỗi giùm cha không? Nếu mày nói á thì tao đi, còn mày không nói á tao ở nhà rồi đó. Thử coi đứa nào không có mẹ đâu biết. Dạ. Nói không? Dạ, dạ nói. Thôi đó. Mình đi đi cha. À nói phải không? À được rồi, nói cha đi. À Trinh Đổng à, cha nói con nghe nghe. Suốt 10 năm qua rồi, cha đi tìm mẹ con, từ làng này đến thôn nọ, cha hỏi về mẹ con, cha tả hình dáng mẹ con, thì không ai biết mẹ con là ai cả. Bây giờ chỉ còn cách này nữa con. Sao cha? À, hôm nay là ngày thắng trận, ngày lễ ha. Hay là bây giờ cha con mình cứ đi xuống tuốt kinh thành đi con. À, mai ra gặp mẹ mày đi coi lễ, không chừng cha con mình gặp đó con à nha. Vậy mình đi đi cha. À, thôi được, được được được. Bây giờ con ở đây nha, để cha qua cha tìm ông Tư để gửi nhà cửa rồi cha con mình đi chứ ha. Cha ơi. Hả? Bây giờ con đem theo cái chén này nha. Hả? Cái gói nữa. Chị vậy? Để tối mình ngủ nghe cha. Rồi sao mà không vác cái nhà theo luôn đi, đi biết ngày nào về đem chén đem gối gì theo nữa. Thôi đi con đi. Ủa, cha con tụi bay đi đâu vậy? Dạ, thưa bác Tư, thằng Đổng nó khóc hoài à, nó đòi tìm mẹ nó. Bây giờ con dẫn nó đi bác Tư. Dạ, bác Tư ở nhà có rảnh đi ngang đó thì làm ơn ngó chừng giùm con bác Tư. Tại vì con đi không biết ngày nào về bác Tư à. À, đi thì đi, ở nhà có tao không sao đâu. Nhưng mà nhà của mày có gì đâu mà sợ mất. Dạ có chứ, chén nè, nồi nè, gói con ngủ với cái chổng nương chương Tư. Thằng cha mày. Để tao coi cho, mất tao thường. Coi cái mặt nó kìa, đi tìm mẹ mà cái mặt nó hí hửng hí hửng. Thôi đi đi con. Dạ thưa bác Tư con đi. Dạ thưa ông Tư con đi. À, tìm được mẹ về liền nghe thằng chó. Nè mày đi tao nhớ mày lắm đó nha. Đi đi con. Dạ thưa bác Tư con đi. Thôi đi con. Mẹ ơi mẹ. Mẹ ơi. Con nín đi con. Sao con khóc hoài vậy? Đâu phải con khóc vậy rồi con gặp được mẹ con đâu.
À, thôi bây giờ con nè, con lên dây đàn đi, cha hát nha, con đàn cha hát. Đúng rồi, con đàn cha hát. Đàn đi con. Biết cùng ai tỏ phân, bao nhiêu lá rụng bao yêu thương, thương cho hiền phụ chung tình. Sông sâu chốn vùi thân em, quãng hồn em còn mãi gần anh. Hỡi người, hỡi người, suốt đời anh sống cùng em bên con thơ. Sông sâu chôn vùi thân em, quang hồn em còn mãi gần anh. Hỡi người, hỡi người, suốt đời anh sống cùng em bên con thơ. Trời hay góng biển để cha và con ngày đêm tìm kiếm, đêm bước lang thang qua muôn trùng hiểm trở, mà hình bóng người mẹ thương yêu vẫn biển biển phương mà lê lụy mãi tuôn tràn. Đêm từng đêm con mơ hình bóng mẹ ôm ấm con khờ, khi gió lạnh về khuya con gối đầu nghe hơi thở êm êm, tưởng chừng mẹ ru con tròn mộng. Bỗng bất chợt con giật mình tỉnh dậy, nghe tiếng gió đêm xào xạc thổi bên hè. Tỉnh động con đừng khóc nữa. Những lời lẽ của con thơ như ai bứt xé ruột gan cha. Mai Hương ơi, nếu em còn sống ở trần gian, hay vì con mà thứ tha cho anh tội lỗi. Cha con gian khổ bao năm qua rồi, con đau lòng nhìn cha âu sầu buồn thương than khóc. Xót thương cha già vì ai sông kiếp lên đền, gió mưa bao bùng ngày đêm ngày vì gian khổ. Sáng thân khổ cần gì thương nhớ về người xưa. Chiếc bóng quan khiêm giờ đây mình anh một bóng, với con thơ lạc lõng giữa chợ đời. Trong bao cuộc đời đã ngăn lối, vĩnh viễn muôn đời tôi với em. Dù cho đến hơi thở sau cùng, con quyết đi tìm
buồn ngủ nữa. Bây giờ làm sao giờ cha? À, con đói bụng hả con? Được rồi, đây nè. Đó, con ăn đỡ này nha. Ăn rồi uống nước nó no à, nghe con. Ăn đi con, đó ăn đi. Ủa, rồi con cha? Cha không có đói đâu. Con ăn đi, ăn đi con. Cha ơi. Hả? Rồi mình ngủ ở đâu hả cha? Đêm nay mình ngủ tạm ở đây đi con, rồi sáng mai sẽ tính nha. Con nằm ở đây, rồi cha nằm ở đâu? Cha chưa có buồn ngủ mà. Thôi con ngủ à. Ngủ đi con. Con ngủ đi nha, để cha hát con ngủ đi con. Gió mùa thu, cha ru con ngủ. Mười năm qua rồi, anh vẫn chờ trông. Hỡi nàng, nàng ơi, em ở phương nào? Em ở phương xa nào? Sao chẳng về với con? Tội nghiệp con tôi, nó đã ngủ say rồi. Tụi bay ở đầu chợ có cha con người hát rong hát hay lắm, đi coi không? Ủa vậy hả? Đi. Cha ơi cha, ở đây là đâu mà đẹp quá vậy cha? Ở đây Kinh Thành, hôm nay ngày lễ đó con thấy không? Đó người ta treo cờ thấy không, chứ đâu phải như dưới mình đâu con. Trời. Hả? Ở đây tìm hoài không thấy mẹ, hay là mình đi chỗ khác tìm đi cha. Chắc cũng phải đi thôi con. Nhưng cha cũng chưa biết là sẽ phải đi đâu. Trời mênh mông, đất mênh mông, đời không mái ấm, thuyền không bên bờ. Bộ cha khóc phải không cha? Đâu có, cha khóc bao giờ đâu có. Tại con nhắc tới mẹ con rồi cha buồn. Cha nói vậy thôi, cha khóc bao giờ đâu có. Con kiến vàng đã bò qua dây bi, em thấy anh mắc thì em thương. Trời, trời, hai cha con còn ở đây hả? Trời đất ơi, định làm gì đây? Đào hầm khoét chách làm gì đây phải không? Nói chơi thôi, nói chút xíu cái mặt muốn vào liền à. Đùa với ông anh chút xíu đừng buồn nghe. Nè, con ơi, con nói với ba con á, đi đi nha, đừng ở đây nữa. Trời ơi, quan tổng trấn về là chết chú đó nghe không? Đi đi. Chú ơi chú. Gì? Bộ ông quan tổng trấn này ông ác lắm hả chú? Ai nói? Thì chú mới nói ông ác đó. Nói tầm bậy tầm bạ không à. Ai nói với con là quan tổng trấn ông ác? Quan tổng trấn ông rất hiền nhưng cũng rất nghiêm. Ông giao cho chú có bổn phận canh gác ở đây nè, không cho ai được bén mảng đến đó đó.
chú nể tình cha con lắm đó nghe không, có cho ở đây đó nghe không. Thôi nói với cha con đi chỗ khác đi con. Dạ bẩm quan, nhưng mà cha con tôi nhà ở xa lắm quan à. Nhà ở xa lắm hả? Ờ chắc ở tuốt trên núi phải không? Hèn chi không biết gì hết trơn trọi. Không biết thì quan nói cho biết nè, quan Tổng Trấn là một người tuổi trẻ tài cao, có công lao dẹp giặc giữ nước, được đức vua tin yêu mà chuẩn bị cho lên làm phò mã. Phò mã? Cha ơi. Hả? Phò mã là gì vậy cha? Ờ, mã là con ngựa đó con. Chú. Ê, sao em? Trời ơi, làm cái gì hả? Thổi cái gì vậy? Chú ơi. Gì? Ông quan Tổng Trấn ông giỏi, có công to như vậy. À. Mà đức vua cho ông giữ ngựa hả chú? Hả? Ai nói? Ai nói? Cha nói, cha nói. Trời ơi, cha mày trình độ quá. Phò mã mà dịch được thành chữ giữ ngựa. Thôi con ơi, không phải vậy đâu con. Nè, bây giờ con ngồi xuống đây. Nè, à, ngồi đó đi. Bây giờ chú dạy con nghe. Ông xin phép ông anh cho tôi dạy tẻ chút xíu nha. Dạ, quan cứ tự nhiên đi. Dạ, cha không có trình độ thì chú phải có. Nè, chú dạy con nghe. À, bây giờ chú nói cái gì thì con nói theo cái nấy nghe. Dạ. Nè, nghe nè. Trời đó, không phải như cha con không phò mã giữ ngựa. Nghe nè, bắt đầu. Nè, 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 nhớ chú nói cái gì phải nhắc lại cái nấy nha. Dạ, dạ. Phò là rễ, nhắc lại. Phò là rễ, nhắc lại. Trời ơi, cái gì thế? Cái gì thế? Đừng đùa nhé. Đừng đùa nhé. Trời ơi, tao lại mày. Trời ơi, tao lại mày. Trời ơi, chắc cha, tao. Cha, cha, ông đánh con rồi cha ơi. Ê, dạ, xin lỗi ông anh. Tôi nóng tánh quá. Đáng lẽ người trình độ không có nóng. Dạ, xin lỗi ông anh lần nữa nha. Trời ơi, thôi con ơi, đâu phải vậy đâu. Chú dạy con là chú nói cái gì con nhắc lại cái nấy cho dễ nhớ. Chứ đâu phải là tao làm cái gì mày làm theo cái nấy kỳ cục quá trời quá đất vậy. Nè tôi bây giờ bắt đầu làm lại nha. Đừng có làm vậy kỳ lắm nha. Bắt đầu nha. Phò là rễ. Phò là rễ. Mã là vua. Mã là vua. Phò mã là rễ vua. Phò mã là rễ vua. Rễ vua là phò mã. Rễ vua là phù mã. À, à, trời, trời, cái gì vậy? Trời ơi, chắc nó chết quá. Nói bậy hoài à. Ai nói mày rễ vua là phù mã? Thì chú mới nói đó. Tao nói hồi nào chú nói rễ vua là phò mã, nghe không? Chứ không tự nhiên phò mã à. Trời đất ơi, dạ, phò mã dạ. Là phù mã. Dạ dạ nghe rồi, rễ vua là phò mã. Đó, đúng vậy đó con. Chú ơi chú. Gì nữa? Ông quan Tổng Trấn ông tên gì vậy chú? Trời. Ơi, tại sao mày dám nhiều chuyện quá vậy? Mày còn nhỏ mày đắc nhiều chuyện nghe. Nè, tại sao mày dám hỏi quan Tổng Trấn là tên gì? Nè con, chú cho con biết nha. Chú đã biết tên ngài Tổng Trấn, nhưng mà chú không bao giờ nói. Dù mày có cãi răng tao, tao cũng không nói. Mày có bảo chú chết chú cũng không bao giờ nói. Mặc dù tao biết ổng tên là Trịnh Lan đó. Trịnh Lan? Trịnh Lan? Hả? Cái gì? Ai nói? Ai nói ổng tên là Trịnh Lan? Thì chú mới nói đó. Tao nói hồi nào? Nè, tao nói hồi nào vậy? Thì chú mới nói quan Tổng Trấn tên là Trịnh Lan đó. Có không? Tao có nói không? Có mà. Chú mới nói ổng tên là Trịnh Lan mà. Ai như mình tao đó kệ tao. Làm gì cha mày sửng sốt vậy mày? Dạ, vì cha cháu cũng tên là Trịnh Lan đó. Hả? Cái gì? Cha của mày là Trịnh Lan hả? Cái tướng gì mà Trịnh Lan? Ờ, cũng phải rồi chứ. Quan Tổng Trấn là Trịnh Lan, còn cha của mày cũng Trịnh Lan, nhưng mà Trịnh Lan thang. Trời ơi. Nhưng mà con ơi, ở đời này đó thiếu gì người trùng tên trùng họ con. Ngay cả cái tên chú tưởng không có trùng, vậy mà cũng trùng mới chết chứ. Vậy chú tên gì vậy? Bột Diễm Bột. Ột Diễm Ột hả? Mày mà bay. Trời ơi, bột chứ ột cái gì. Trời ơi, con của quan thừa tướng á cũng tên là Diễm Bột nữa, nhưng mà mới bị phong là gánh chết hôm qua rồi. Trời ơi, qua tổng đất gì tới rồi. Trời ơi, đi đi, cháu đi, cháu đi. Thôi con, cha con mình đi con. Lẹ đi. Ai, ai, ai à.
cái bọc của bà đây nè. Bà ơi, đây nè. Ơi, giữa ban ngày ban mặt mà mày dám giật đồ của bà phải không? Đâu có. Nói bà nghe nè, hồi nãy có một người chạy rồi quăng bọc vô đây, con tôi lấy đưa lại bà chứ đâu có. Cái gì? Chạy ngang cái gì? Bây giờ ông còn binh giật con ông nữa phải không? Hả? Cái gì? Chuyện gì? Dạ dạ bẩm quan. Dạ 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 bẩm quan. Dạ cái thằng nhỏ này nó giật đồ của em đó quan à. Dạ. Dạ bẩm quan. Dạ đâu phải vậy đâu quan. Chối nữa hả? Chối nữa hả? Dạ bẩm quan, dạ nó giật đồ của em. Dạ. Canh. Im. Trời ơi trời, cái gì cũng phải từ từ mà nói. Nói từng người một mới nghe được. Chắc 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 nghe gì được. Dạ tôi bom vậy chứ nó là nó lấy đồ của em đó quan à. Nói. Nói. Trời ơi, con lại cha, con lại mẹ, con lại cha nhỏ nữa. Nói từ người một con mới nghe được chứ làm tùm lum sao con nghe được. Bây giờ tôi chỉ người nào người đó nói nghe chưa. Dạ. Con mẹ này nói. Dạ. Dạ thưa quan, em đang đi giữa dòng người tấp nập, bỗng nghe một tiếng. Trời ơi. Trời ơi, trời chết tôi rồi, xe bò đụng tôi, trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Đợi đỡ quan vậy. Dạ. Không lẽ quan có tật từ đây sao? Ơi, dẻo cái gì dẻo? Dạ. Dạ cái bọc này nè thương quan. Nói đừng có đưa lên mặt ta. Nói đi. Cái bọc này nó dẻo. Nữa. Trời ơi dẻo vô mặt hoài. Nói đừng có diễn mà. Nó không canh mà bay. Nó bay. Nói thủ quá. Gì vậy? Nó bay vô tay của thằng ăn cắp này. Ờ. Cái nó chạy. Chạy đâu? Nó chạy. Ra gì? Cái em rượt theo. Ờ. Dạ thưa quan. Ờ. Em đâu có chịu thua quan. Đó. Em là đàn bà chứ. Ừ. Em chạy nhanh lắm quan à. Thấy rồi dạ, mẹ lắm. Ơi. Lẹ lắm. Dạ. Thượng quan. Thượng quan biết không? Nói mới biết chứ. Để em bắt đầu em nói đây nè. Thì nói mới biết được chứ. Trời ơi quan chứ gì, quan chọc vô mỏ em rồi hà. Ờ mà không nói sao biết được. Lắng tai nghe em nói nè. Nghe nãy giờ. Dạ. Mỗi lần mà chồng nhà em đó, thằng chồng nhà em đó quan. Ờ. Nó có lỗi. Ừ. Mà nó định chạy trốn em hả quan? Sao sao? Em chỉ cần cái đầu. Buông ra, trời ơi buông ra. Trời ơi, cái này cái đầu của quan chứ đâu phải là cái đầu của nhà mày. Trời ơi, bà mày muốn nắm mày làm gì kìa, mày buông ra. Mày buông ra, đồ quỷ sứ. Em có lỗi, em có lỗi. Ê, chết tôi rồi, cái đầu quan mà nó nắm như thế này. Quang. Nói lẹ lắm. Dạ, dạ. Ta mệt lắm rồi. Nói ngắn gọn cục. Dạ. Dạ bẩm quan, nếu chồng em nó chạy ngã này. Nữa đây. Cái em chặn ngã này. Ờ. Nó chạy cái ngã này. Cái em chặn cái ngã này. Nữa. Trời ơi, quan đã rồi nghe. Trời ơi, cái này là của quý nhà mày chứ đâu phải của quý nhà quan mà mày cứ đưa trước mặt quan hoài vậy mẹ. Quý sứ nói ngắn gọn cục. Dạ. Dạ bẩm quan, em nói á thì em phải diễn tả tỉ mỉ để cho quan được thấy rõ đầu dây mối nhở. Thôi. Dạ. Quan rõ rồi. Dạ. Rất rõ. Dạ. Rõ từ đầu dây mối nhở. Dạ cảm ơn quan. Cảm ơn quan đã thấy rõ đầu dây mối nhở. Thôi đừng có ẻo nữa mẹ ơi. Nói ngắn gọn cục. Dạ. Dạ bẩm quan, khi cái bọc này nó vào tay cái thằng ăn cắp rồi. Thôi quan hiểu rồi. Dạ. Hèn chi cha con thằng này cứ lãng vãng ở đây hoài. Quân dẫn đi. Mà tôi có tội. Phải dẫn đi, không có tội gì, dẫn đi được, đi. Dẫn nó đi đi Quang. Đi. Không có tha nó Quang. Chơi chà. Đi, nhỏ, mày đứng lại. Mày đứng lại. Đứng lại. Chạy hả? Mày chạy khỏi đâu? Mày chạy khỏi đâu không? Mày chạy đâu? À, chạy hả? Chạy à, loạn quá hả, loạn quá con. Chạy hả, chạy hả? Đứng lại. Mày đứng lại. Đứng lại. Chạy, dính đầu ha. Ha. Ôi da, ôi da, trời nó cắn. Nó cắn, trời nó cắn. Ôi da. Cái gì vậy Quang? Cái gì vậy? Nó đâu rồi? Nó đâu rồi? Kia! Đâu? Nó kia!
ta chiếc bóng đơn côi. Bao ngày qua nhớ thương dần ngang. Tôi quan tổng đến con bắt được một thằng bé nó ăn cắp á. Sao không xử theo luật hình mà phải rượt chạy vào đây? Còn anh nữa, lớn như vậy mà đánh một đứa con nít không biết mắc cỡ à? Cái gì mà không hả? Tôi quan tổng đến nhỏ này nó ăn trộm, nó bắt nó còn cắn con nữa. Mày cắn tao. Bốt. Dạ. Đi ra ngoài. Dạ, đi ra ngoài. Lát mày ra ngoài mày biết đâu nghe mày. Bốt. Dạ. Đi chưa? Dạ đi. Trời ơi. Cháu nhỏ, tại sao cháu lại đi ăn cắp vậy? Dạ thưa ông, cháu đâu có ăn cắp đâu. Cha con cháu tuy nghèo nhưng không có ăn cắp của ai hết á. Có một chú ăn cắp, chú chạy ngang qua đây nè chú. Nè cháu, ăn cắp sao lại kêu bằng chú? Dạ thưa ông, tại mẹ cháu dạy hễ ai mà lớn hơn mình á thì phải kêu bằng chú, bằng cô, bằng bác. Vậy à? Rồi sao nữa? Dạ thưa ông, có một chú ăn cắp chạy qua, chú giục cái bọc lại. Cháu thấy vậy cháu mới lụm lên, cháu mới kêu: bà ơi bà, cái bọc của bà đây nè. Rồi bà chạy đến, bà nói là cháu ăn cắp mà. Cháu à, đừng có khóc. Thôi được rồi, năm nay cháu bao nhiêu tuổi? Dạ thưa ông, cháu 15 tuổi. 15 tuổi à, cha con cháu ở đâu mà lưu lạc tới đây vậy? Dạ thưa ông, cha con cháu người làng Đông Vũ, trấn Nam Xương. Hả? Đông Vũ, trấn Nam Xương. Cháu à, tên cháu là gì? Dạ thưa ông, cháu tên là Trịnh Động. Trịnh Động? Dạ Động. Cháu thật là Trịnh Động. Dạ Động. Thế còn cha cháu, cha cháu tên gì? Cha của cháu hả? Cha của cháu cũng giống tên ông vậy đó. Giống tên ông? Ông là Trịnh Tổng Trấn, còn cha cháu cũng Trịnh nữa. Trịnh nhưng mà gì? Là Trịnh Lang Thang. Trịnh Lang Thang. Thế còn mẹ cháu? Mẹ cháu đâu? Mẹ cháu đâu? Cháu đâu có biết. Khi cháu lớn lên thì mẹ cháu đã bỏ đi rồi. Ông không có biết đâu, cháu tuổi lắm, người ta thấy cháu không có mẹ, cho nên hở một chút là người ta chửi cháu là đồ mất dạy, đồ không có mẹ. Cháu tức lắm, nếu cháu có mẹ cháu không có ai mà chửi cháu như vậy đâu. Ông ơi, suốt 10 năm qua lời ru của mẹ cháu vẫn còn in trong trí nhớ. Con ơi, con ngủ cho ngoan, cha đi đánh giặc, giặc tan cha về. Đó là lời mẹ thường hát cho
cho con nghe trong những buổi trưa. Bài đầu gần dù thế dài đôi chân, vậy mà mẹ như bóng chim tâm can, không biết giờ này mẹ cháu đã ra sao. Nếu gặp mẹ cháu không có cho mẹ đi nữa, để cha không còn đau khổ xót xa. Trời ơi, tội nghiệp cho con của, cho con quá. Chú Đoàn, chú Đoàn đâu? Dạ. Chú nghe tôi dặn. Dạ. Con à, cha con không nuôi nổi con sao? Mà phải dẫn con đi ăn xin như thế này. Cha con đâu có đi ăn xin đâu, mà cha con cháu đi hát dạo mà. Hát dạo? Hát dạo để làm gì? Để tìm mẹ cháu đó. Tìm mẹ? À, chú Đoàn ra tới rồi. Con à, lại đây. Trời ơi, mặt mày sao mà lem luốc như thế này? Lại đây, ta lau mặt cho con. Trời ơi, khổ thân nó không. À con à, bây giờ cha con ở đâu? Cha của cháu hả? Cha của cháu bị mấy chú lính kia bắt đi rồi, bây giờ không biết ở đâu nữa. Vậy à? Thôi được rồi, con yên tâm đi. Nè, đừng có miếu như vậy. Chú Đoàn à. Dạ. Chú ra ngoài tìm cho được cha của đứa bé này, rồi đưa vào đây cho ta nha. Dạ. Đi lẹ lẹ nha. Con, cha con có nói cho con biết là vì sao mà mẹ con bỏ đi không? Dạ thưa ông. Con đứng lên đi. Đứng lên đi con. Nè, cứ từ từ rồi nói cho ta nghe. Cha cháu bảo vì cha cháu ngờ quan cho mẹ cháu. Vậy sao? Vì vậy suốt 10 năm nay cha cháu xót xa ân hận. Cha cháu chỉ mong gặp lại mẹ cháu để nhận tội với mẹ cháu và xin mẹ thứ tha để cho gia đình cháu được đoàn tụ ông à. Cha con ân hận lắm ư? Dạ thưa ông, cha cháu gầy mòn tàn tạ vì thương nhớ, vì ân hận với mẹ cháu ông ơi. Cha cháu khổ lắm ông ơi. Con, cha cháu bị chú lính kia bắt đi rồi, mà cái chú hồi nãy kéo hoài sao lâu quá à. À con, con đừng có khóc mà đau lòng ta lắm con biết không. Con yên tâm đi, rồi đây cha con sẽ đến mà. Dạ, bẩm qua Đồng Trân. Chuyện gì? Dạ. Nói vừa vừa phải để cho người ta nghe thôi chứ. Dạ, có nghĩa là nói nhỏ. Người làm cái gì vậy? Dạ nói nhỏ. Nói nhỏ cái gì, ta không nghe gì cả. Không nghe. Dạ không nghe, nói từ từ vậy. Gì à? Như vậy mới chết con chứ. Chú. Gì vậy? Chú ơi, ai đánh chết cha cháu hả chú? Dạ. Chú ơi, cha cháu đâu rồi? Mày buông ra. Cha cháu đâu rồi chú? Buông ra. Trời đất ơi, lãng không? Ai đánh chết cha mày hồi nào? Chứ cha cháu đâu rồi? Cha cháu rồi. Lanh quá. Nè, nín được chưa?
tôi đến đây là để báo cáo cái chuyện quận chúa đến thăm. Bột. Dạ bột. Nhiều chuyện quá. Thấy hôm con cũng tại mày mà tao nhiều chuyện đó. Cũng tại mày mà tao bị xui lắm, mày biết không? Được rồi, nếu tôi nhiều chuyện thì tôi tự sửa trị gia đình tôi. Nhiều chuyện của dạ. Chú nhiều chuyện của dạ. Chú. Đừng cản để chú trừng trị gia đình chú mình. Nó nhiều chuyện đó lẻo mép. Nhiều chuyện của dạ. Nhiều chuyện của dạ. Bột. Dạ bột đi. Đi ra ngoài. Đi ra ngoài. Con người xin cái bỏ tôi ra trời ơi. Chú Đoàn à, chú hãy đưa đứa bé vào trong, cho ăn uống tử tế, cho tắm rửa đàng hoàng, rồi chú tìm bộ đồ của chú lính nào vừa dặn cho cháu bé bận đỡ nha. Dạ. Dạ, kẻ tôi tới này được hân hạnh mời công tử à. Dạ, công tử tìm ai vậy? Ai là tử vậy? Dạ, thưa công tử, là công tử đó. Tôi là tử hả? Không, tôi không có chịu tử à nha. Tôi là Đổng đó. Đổng đó biết không? Ngày nào gặp mẹ rồi á, tử thì tử. Dạ, thần chậm trễ tiếp nghinh, xin quận chúa rộng lòng tha thứ tội. Ông là quan tổng trấn đấy à? Ông có biết ta đến đây đợi ông bao lâu không? Dạ, thần biết lỗi, xin quận chúa miễn tình tha thứ. Chẳng hay hôm nay quận chúa thân hành đến đây có việc chi dài bảo? Không phải ta thân hành đến đây, mà ta theo lệnh của Dương huynh. Có thể người sắp di hành đến đây. Bệ hạ di hành đến đây à? Quân! Dạ! Hãy chuẩn bị tiếp nghinh chúa thượng đấy nhé. Tuân lệnh! Ông là quan tổng trấn đấy à? Tội dân! Cái chức quan tổng trấn có phải nhỏ hơn chức chủ soái Lê Trung thổi sinh tiền chứ gì? Tội dân! Vậy nó cũng phải nhỏ hơn cái chức tể tướng của triều đình chứ? Tội dân! Ông đừng tưởng vừa qua ông có công dẹp giặc, được lòng tin yêu của hoàng huynh ta, rồi ông coi thường ta đó nha. Dạ, xin quận chúa chớ có quá lời. Ông im đi. Ông đừng tưởng rằng Dương huynh ta sắp gả ta cho ông, rồi ông xem thường ta. Dạ không, tôi... Không, thì tại sao ông không đến tư phòng của ta? Cũng không ai ra đón ta, mà lại để ta đội mưa đội gió đến đây tìm ông. Như vậy ông coi được à? Dạ thưa quận chúa, tôi... Ông nên nhớ rằng ta là một quận chúa quyền quý cao sang bậc nhất ở kinh thành, biết bao nhiêu người đeo đuổi theo ta, vậy mà ta không để mắt nhìn. Chỉ có ông không hiểu sao ta đem lòng quý trọng, thì lẽ ra ông không thể nghĩ đến vợ nhà. Thôi thì yêu ông ta cũng bằng lòng, làm phận lẻ mọn vậy cũng chưa vừa lòng ông. Người vợ của ông chắc rất xinh rất đẹp, còn ta bộ mặt xấu xa thô kệch. Dạ dạ, tôi không bao giờ dám nói thế. Thôi ta chết cho rồi, ông coi thường ta lắm phải không? Mặt sợ sệt của ông trông nó càng duyên càng đẹp. Ông đã làm sai đắm hồn ta như chưa đầy ma lực, vậy mà tại sao ông nhẫn tâm cự tuyệt duyên tình? Lại đến gần ông,
chỉ biết từ chối ban ơn trước lời thỉnh cầu của các chương tướng công thường. Còn ông thì treo tim ta lên làm mồi nhử, để hồn ta làm nô lệ cho chàng. Dạ tâu quận nương, xin quận nương hãy hiểu giùm cho tôi. Tôi nói tôi là tôi cũng giống như quận nương vậy đó. Trịnh Lan, em quỳ xuống đây giáng xin chàng, sự kiêu hành của em phải đầu hàng bất lực. Em sẵn sàng làm nô lệ, làm đàn hầu cho một vũ tướng đã cứu non sông. Hình ảnh của chàng đã ở trong em, qua tình cảm của Dương Quynh từ khi chưa cùng chàng đối diện. Em tâm phục, em ước mong chàng đến, rồi hôn lễ sẽ cử hành mình ở gần nhau. Đừng từ chối, đừng tránh xa em, Trịnh Lan ơi, em tha thiết yêu chàng. Xin quận nương đừng nói tiếng vì lại gian xin, mà chính tôi là kẻ gian xin, quận nương rộng lòng tha thứ. Trời ơi, tôi đang bị buộc vào nghịch cảnh, biết nói thế nào để người rõ được lòng tôi. Trịnh Lan, em biết lỗi của em mà, cũng tại em. Chứ chàng nghĩ coi, trước kia Dương Huynh tính gả em làm phận lẻ mọn cho chàng, em không chịu. Nhưng từ khi em cùng chàng đối diện, em càng tâm phục chàng, em yêu chàng. Tôi muốn nói với quận chúa là tôi cũng giống như quận chúa vậy đó. Thì đó, thì chàng giống em, em mới yêu chàng. Không không, tôi muốn nói là tôi không giống bất cứ một người nào khác hết. Đó, em yêu chàng là yêu cái chỗ đó đó. Trời ơi, vì chàng không giống bất cứ một người nào khác. Cũng không có phải vậy, tôi muốn nói là tôi giống y như quận nương vậy. Đúng rồi, thì chàng giống em nên em mới yêu chàng. Vậy thì chàng cũng có một trái tim, em cũng có một trái tim, hai trái tim hòa lẫn một nhịp thở. Bây giờ em xin phép chàng, em sẽ về báo với Dương Huynh, chọn ngày lành tháng tốt để hai ta cùng cử hành hôn lễ. Em đi nghe chàng. Quân chúa, quân chúa. Dạ bẩm quan tổng trấn, tôi đã đưa ông Hắc Long về đây, đang đợi lệnh tổng trấn. Dạ cho vô à. Đưa ông ta vào đây. Bẩm dân, đi lẹ lẹ lên ông nội ơi. Trời ơi, đây chỉ có cây cỏ hoa lá cành không à, đâu có gì đâu mà ngó. Vô đi, lẹ đi. Trời ơi trời, vô. Bất cỡ luôn. Dạ bẩm quan. Nội, trời ơi, tôi đâu phải là quan. Ủa, sao kỳ vậy? Gì? Hồi nãy quan nói là quan mà rồi bây giờ quan. Trời ơi trời, nãy tôi nói chơi cha ơi, tôi chỉ trên quân sĩ chút xíu à. Bị mở hồi tử ái thế, bị mở. Dạ. Nhắc Cẩm Đôn mời ngồi. Hả? Cái gì đây? Thì ra đây là một nhân vật quan trọng mà mình chưa từng biết. Dạ, con kính mời sư phụ. Ngồi đi cha. Không ấy, quan ngồi đi. Trời, ông nội tôi cũng không dám ngồi nữa. Đừng, nhưng ngồi đi. Quan ơi, quan. Thôi, đừng gọi đến tên tôi nữa, cho tôi trôi vào quên lãng đi. Tôi thăng à. À, quan ơi, quan. Quan ơi. Cái gì kỳ vậy? Hồi nãy là quan nói trong này có con tôi rồi, bây giờ. Ngồi đi. Dạ, cảm ơn quan nhiều lắm. Tôi
Tôi tưởng đâu ông già lắm rồi, không còn lê bước được nữa chứ. Nhưng bây giờ tôi đã hiểu ra, tuy ông có già đi đôi chút, nhưng không đến nỗi nào. Thế mà tại sao ông lại dẫn con ông đi ăn xin ở đầu đường xó chợ? Không, tôi dẫn con đi ăn xin bao giờ đâu. Không đi ăn xin vậy chứ ông dắt con ông đi đâu? Cha con tôi đi hát rong mà. Để làm gì? Để tìm mẹ của nó. Tìm mẹ nó? Nhưng mà vì sao mẹ nó bỏ đi? Vì ai? Tại ai? Tại tôi. Vì tôi. Tại ông. Vì ông. Rồi bây giờ ông dắt con ông đi hát xong, ông hát những gì trong bài hát đó? Có phải là ông đi bán sao người đàn bà đó không? Không, không. Tôi có bán rau người đàn bà đó bao giờ đâu. Mà suốt 10 năm nay tôi như một kẻ tội đồ, sống lang thang nơi đầu đường xó chợ. Khi bóng tối trùm lên, đứa trẻ thơ khóc gào gọi mẹ, mà ruột gan tôi như ai dò ai xe quặn thắt lòng đau. Khi nhìn con trẻ nước mắt rưng rưng đòi mẹ trăng đêm dài. Chỉ vì một phút mất lòng tin mà con của tôi trở thành là một đứa trẻ lạc loài. Gần gũi bên cha mà nó đòi hình bóng mẹ, để nghe tiếng vô về trong giấc ngủ đêm đêm. Trời ơi, tôi là một thằng đàn ông tồi tệ như thế gian, vợ chung thủy mà cho là phản bội. Khi chợt tỉnh ra biết tìm đâu nữa hình ảnh thương yêu của người vợ ngoan hiền. Kiếp sống đọa đày tôi vẫn cứ lang thang, cùng con trẻ đi tìm nguồn hạnh phúc. Mai Hương ơi, em ở nơi nào? Có biết anh đi tìm anh kiếm đã 10 năm. Ông dắt con ông đi hát rong, ông bán sao người đàn bà đó, ông hát những gì trong bài hát đó? Bây giờ ông hãy hát lại cho ta nghe. Dạ thưa ngài, xin ngài đừng bắt tôi phải hát bài hát đó. Làm gì ở đây không còn mặt của con tôi? Nói láo. Tại sao ông hát cho tất cả mọi người nghe được? Còn ở đây, ta là một vị tổng trấn, ta muốn nghe mà không hát, ta bắt buộc ông phải hát. Nếu không hát, ta sẽ chém bay đầu. Dạ thưa ngài tổng trấn, ngài đừng đâu. Vâng, tôi sẽ hát đấy, nhưng không phải vì sợ chết mà tôi hát đâu. Tôi hát để cho ngài hiểu rõ được lòng của tôi đối với vợ tôi qua bài hát đó. Vâng, tôi hát đây. Nỗi lòng giờ đây đau xé tâm hồn, nước mắt tuôn rơi, nghe hồn dây gọi thầm kêu tên em. Mai Hương em ơi, bây giờ em ở nơi nào? Con
tay. Mẹ ru con ngủ à ơi, kính yêu em. Bởi do anh tháng ngày xa nhà, nhiều năm chinh chiến trường xa không về, mỏi mắt chinh phu vẫn biệt tâm. Đêm tối trong đèn con thơ kêu mẹ hỏi rằng cha đâu, em chỉ bóng mình bảo cha đã về, cha đã về với mẹ con em. Ngờ đâu trong lúc ông cuồng anh hờn ghen, nặng lời trách mắng chẳng thương tình, nở đuổi xua em. Ngờ tình em như tấm gương soi mai hương, em hỡi bây giờ ở đâu? Mai hương em hỡi, bây giờ bài hát của tôi là như vậy đó. Thì ra ông ghen với cây bông, ông nợ hành hạ xua đuổi một người vợ thủy chung đôn hầu. Phải. Chỉ gì cây bông? Một cây bông ma quan nghiệt. Phải chỉ vì cây bóng ma quan nghiệt mà chính ông đã đánh mất lòng tin ở chính con người, nên sợ tàn độc đã chui vào đầu óc của ông rồi. Ông nhận tâm biến người tốt thành kẻ xấu, nhìn cuộc đời bằng thái độ ích kỷ nhỏ nhen. Để trả giá cho một phút mất lòng tin bằng 10 năm xót xa đau khổ. Và giờ đây tôi muốn được gì dưới chân nàng ta lôi, để sám hối anh những việc đã sai lầm. Nhưng nếu vợ ông không bằng lòng tha thứ thì ông sẽ nghĩ sao? Thì tôi sẽ chết. Cha Trịnh Đông, con. Cha, con. Cha ơi, cha đừng chết, cha đừng bỏ con. Con sẽ đi tìm mẹ, xin mẹ tha thứ cho cha. Con sinh ra đời 5 năm